Ok, hello bạn, lại là anh đây. Ui lạnh quá. Không biết bạn nào ở cái miền ở miền Bắc, bạn nào ở miền Bắc thì thấy là ui giời ơi, dậy bây giờ đúng là nghị lực. Dậy cái giờ này đúng là nghị lực nhất luôn đấy. Đặc biệt hôm nay lại là hôm chủ nhật nữa, cho các bạn thích ngủ nướng đúng không? Ui, sợ quá. Ui, anh lạnh vãi. Cố lắm mới thoát ra được khỏi cái giường. Ok, cố gắng các bạn nhá. Chăm chỉ thôi, tại vì thực ra bây giờ là quãng thời gian trước Tết rồi. Các bạn cũng thích vui vẻ, thích xả stress để có một cái kỳ nghỉ Tết nó vui ấy. Nhưng mà thôi không sao, mình cứ từ từ. Mình cứ cố gắng học một thời gian cái đã. Nhưng đến Tết mình chơi cho nó thật xả láng, qua Tết mình lại tiếp tục học đúng không ạ? Ok. Nay thì chắc sẽ có nhiều thời gian hơn và anh sửa cho bạn cái đề này nó nhiều hơn một chút so với những cái đề khác mấy cái đề khác thì anh không có thời gian nên là sửa cho bạn thì gần như không được trọn vẹn. Nay sẽ cố sửa cho bạn không biết có hết được hay không. Đề cũng khá là dài và phần phía sau bài tập cũng khá là khó đấy. Các bạn đã làm thử cái đề này chưa? Các bạn đã làm thử đề này chưa? Đề này thì anh có up ở trên group ấy. Các bạn vào group ở trên phở bò ấy thì anh có up lên trên đấy rồi. Các bạn anh thì hôm qua anh chưa kịp up file lên cho các bạn, nhưng mà lát nữa nhá, lát nữa anh sẽ up file cũng như là đáp án chi tiết lên cho các bạn cần ha. Lát nữa sau buổi live này thì anh sẽ up file và đáp án chi tiết lên cho bạn nào cần nhá. Ok rồi, chúng ta bắt đầu ha. Trước khi bắt đầu thì bạn có thể thả tim cũng như là share livestream này giúp anh nhá. Ai sai, ok không ạ? Ui các bạn trả lời nhanh quá. Trả lời nhanh quá. Hello, bạn đang xem livestream nhé. Các bạn đang xem livestream mà thấy hay có thể thả tim như share livestream giúp anh nhé. Đề này là một trong những đề thi trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên. Ok, hôm nay mình sẽ sửa đề này ha. Câu hỏi số 41 nào, các bạn có thể comment đáp án giúp anh được không? 41 ở đây là gì? Kim loại nào? Sau đây là kim loại kiềm thổ à? Này quá dễ rồi. 41 các bạn chọn gì ạ? 41 chọn gì mấy đứa ơi? 41 ở đây đó chính là, ừ ok, chính xác đó chính là đáp án B đúng không ạ? Kim loại magie thôi, kiềm thổ chắc chắn phải là cái thằng magie này rồi bạn. Câu hỏi số 42, ở điều kiện thường nhá, chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí này? Trạng thái khí thì bạn có là gì ạ? 42 là gì? Trạng thái khí chính xác luôn. Ngọc Nhung nhá, trạng thái khí của mình cũng là metinamin các bạn ạ. Vẫn là metinamin. Có một số bạn chọn anilin thì không phải đâu. Thằng anilin ở này nó ở lỏng các bạn nhé. Nó chọn thành lỏng ấy. Valin và glycine thì nó ở dạng tinh thể. Câu hỏi số 43 nào, metinacetat các bạn chọn là gì? Metinacetat có công thức phân tử là gì ạ? Metinacetat có công thức là phân tử là gì bạn ơi? Đơn giản thôi, thằng này anh chọn luôn nhá. Đó là C3 C3SO2 các bạn ha. Này các bạn viết ra thì nó sẽ là như thế này này, CH3COOCH3. Đó, vậy thì công thức phân tử có đúng là C3H6O2 không ạ? Chính xác rồi. Ok nhá. Câu hỏi số 44 nào, chất nào sau đây là đồng phân của glucose? Đồng phân của glucose thì bạn cứ nhớ cho anh đến fructose thôi. Ok chưa? Câu hỏi số 45, ở điều kiện thường nitơ phản ứng với kim loại nào sau đây? Nó đố bạn biết câu 45 là cái gì? 45 là gì? Nitơ phản ứng trực tiếp với kim loại nào sau đây ở nhiệt độ thường? Ở điều kiện thường ấy. Kim loại gì các bạn nhỉ? Bạn biết kim loại gì mà nó phản ứng trực tiếp ngay ở nhiệt độ thường không? Ở điều kiện thường không? Đó chính là đáp án C nhá. Cho bạn nào chưa biết này. Li-ti, bạn cứ nhớ cái cặp li-ti nitơ ấy. Nó sẽ phản ứng trực tiếp với nhau ở điều kiện thường ha. Ok chưa? Li-ti chính xác rồi. Câu hỏi số 46, ở đây bạn có là gì? Ở một cái nhiệt độ cao nhá, thì CO khử được oxit kim loại nào sau đây? Nhớ là phải khử được oxit kim loại nào nhá. Này thì mình học ôn với anh cái chương đại cương kim loại quá nhiều rồi. Cái này mình chọn ngay thôi đúng không ạ? Fe2O3 thôi. Chuẩn chưa? Ok. Câu hỏi số 47 nào, dung dịch nào sau đây có pH bé hơn 7? Bạn hình dung là pH mà bé hơn 7 thì nó sẽ mang tính axit các bạn nhá. Các bạn phải xác định là mang tính axit. Trước sau khi có mang tính axit rồi thì đây mình sẽ chọn axit thôi, chọn đáp án B nhá. Ok. Câu hỏi số 48 nào. Đấy, hôm nay các bạn rất là chăm chỉ đấy, một ngày cuối tuần. Sợ quá.
quá rét. Câu hỏi số 48, chất béo là chia este của axit béo với cái gì sau đây? Quá dễ nhá, chất béo thì nó được khái niệm rất là cụ thể. Các bạn thấy những các từ keyword này, phải chia este mới đúng, axit béo mới đúng, và glycerol chắc chắn là vậy. 48 là C đúng không? Cái này là ôn thi đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông các bạn. Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông dành cho các anh chị lớp 12 ấy, dành cho cái khóa 2K6 nhá. Này đang để đến đây là khóa 2K6 này. Các bạn muốn lấy đề nhá thì bạn sẽ vào group nhá. thi rồi mà vẫn nhớ à. Các bạn đang xem livestream mà thấy hay có thể thả tim cũng như là share livestream giúp anh nha. Hello các bạn. Và bạn nào mà chưa follow kênh anh thì nhớ follow nhá. Anh sẽ livestream khá là thường xuyên cho các bạn ấy. Câu hỏi số 49 nào. 49 ở đây mình có là gì ạ? Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH? Rồi các bạn thử chọn anh xem nào. Câu hỏi số 49, chất mà không tác dụng được với NaOH thì bạn nghĩ là chất nào trong số các chất này ạ? Đây có muối, đây có oxit, đây có muối và đây cũng là một cái thằng muối. Thì nhớ là không phản ứng nhá. 49 mà. Anh hỏi 49 các bạn chọn gì cái đã. Bạn comment nhiệt tình lên nào. Anh chưa thấy 49 các bạn chọn gì luôn. 8,25 điểm năm 2023. Ok. 49 các bạn chọn gì cái đã. 49 Ngọc Nhung chọn B à. Người ta bảo không tác dụng em ơi, không tác dụng nha, không chứ không phải là tác dụng đâu nha. Các bạn hay có một cái kiểu là thay theo thói quen ấy. Có nghĩa là khi phản ứng với các bạn cứ đọc đề, các bạn đã cứ đọc lướt ấy. Các bạn hình dung là cứ nghĩ sang một đề sang một cái hướng khác ấy. Tại vì các bạn làm đề nhiều, các bạn quen với việc là kiểu chất nào sau đây tác dụng với NaOH chẳng hạn. Nhưng các bạn đọc bình tĩnh thôi và đôi khi gạch chân một chút những cái thông tin quan trọng thì đỡ bị nhầm ha. Nó đúng mình phải là đáp án A. Chứ em comment trước là à thế hả? Ok, thế anh nhầm, sorry. Câu hỏi số 50 nào. Ok, hello bạn đang xem livestream nhá. Group của anh thì bạn click vào trong đầu kênh TikTok ấy, sẽ có một cái đường dẫn, cái đường bio ấy. Các bạn sẽ click vào đấy thì bạn sẽ có file để lấy tài liệu này, file để lấy những cái file đề này. Và lát anh đăng file đề thì anh cũng up luôn đáp án chi tiết của cái đề này lên cho bạn nào chưa thể kịp theo dõi live, các bạn có thể tham khảo ha. Đấy, các bạn muốn xem lại livestream thì các bạn cũng click vào trong bio cá nhân giúp anh nhá. Vào trong bio cá nhân của anh ấy thì các bạn cũng sẽ có nơi để các bạn có thể là xem lại livestream à. Ok. Bạn nào chưa follow kênh anh thì đừng quên follow nhá. Câu hỏi số 50 này, ở nhiệt độ thường này, kim loại nào sau đây các bạn để ý là không phản ứng với nước? Câu hỏi số 50 của cái trang này nào. 50 này thì bạn chọn gì ạ? Các bạn nhớ là không phản ứng với nước nhá. Không phản ứng với nước thì mình có là gì? Có là gì nhỉ? Mình có một số kim loại phản ứng với nước thì anh nghĩ các bạn dễ nhớ hơn đúng không ạ? Vậy thì mình có thể là dùng phương án loại trừ cũng được. Đó chính là gì nhỉ? 50B á. 50 chính xác luôn, đó chính là berry các bạn. Berry nó không tan trong nước đâu, thằng này thì tan tốt rồi, thằng này tan tốt. Ok chưa ạ? Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái mặt số 2 thôi. trước khi đến với mặt số 2 nhá thì anh thông báo bạn một chút này. Các bạn đang xem livestream và các bạn có thể là quan tâm những khoa học bên anh từ lâu ấy thì trong chủ nhật này chắc hôm nay sẽ là ngày cuối anh sẽ giảm giá các khóa học bên anh để cho bạn đăng ký. Tại vì đầu tuần sau các bạn đã vào học rồi ấy, cho nên là sẽ ưu tiên những các bạn mà đăng ký trước ha. Đấy cho nên là khi bạn đăng ký trong ngày hôm nay thì anh cũng sẽ giảm giá cho các bạn các khóa học đấy. Sẽ đâu đó khoảng tầm 100 đến 200 nghìn gì đấy. Tất cả các khóa nhé. Khóa luyện đề thì một số bạn lại cũng hỏi khóa luyện đề. Thì khóa luyện đề thì anh chưa mở đâu. Khóa luyện đề thì các bạn đợi qua Tết đi ha. Qua Tết thì mới có khóa luyện đề, còn trước Tết thì anh mới mở khóa cơ bản với vận dụng ca cho bạn học thôi. Ok nhá. Câu hỏi số 51 nào. Ở đây người ta bảo là số nguyên tử nitơ thì này rất đơn giản thôi. Bạn thấy là đây là một chi peptide. Thì bạn hình dung là chi peptide nó được cấu tạo bởi các alpha amino acid này. Đấy bạn tách ra. Thì đây bạn thấy là gly có 1 nitơ, lysine có 2 nitơ, ala có 1 nitơ. Vậy thì đơn giản nhá, khi mà liên kết thì nó không mất đi nitơ đâu. Các bạn nhớ là khi mà các alpha amino acid liên kết với nhau nó không hề mất đi nitơ. Dẫn đến là ở đây vẫn là 4 nguyên tử nitơ thôi. Ok chưa? Vẫn là 4 nguyên tử nitơ. Ok hello bạn nhé. Ok anh chào bạn. Rồi câu hỏi số 52. Khí X ở đây là rất độc này, không màu, không mùi và không tác dụng được với NaOH. Không tác dụng với NaOH loãng. X sinh ra trong quá trình đốt cháy than đá thì theo bạn là gì? Câu hỏi số 52 các bạn chọn gì ạ? 52 các bạn chọn gì? Ở đây các bạn hình dung là khi mà đốt cháy than đá này thì chắc chắn nó sẽ rơi vào hai trường hợp liên quan đến carbon, ở đây là CO2 và CO thôi. Còn CH4 với NO2 thì nó khó. Được chưa? Mình chỉ liên quan đến hai thằng này thôi này, là khi trong quá trình đốt cháy nó hay xảy ra này. Thì bạn hình dung là người ta yêu cầu đây là gì ạ? Không tác dụng được với NaOH. Thì mình chọn gì?
Chắc chắn là chọn C rồi đúng không ạ? CO2 thì tác dụng quá tốt với NaOH rồi, làm sao mình chọn CO2 được, đúng không? Chọn là C bạn ha. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 53. 53 ở đây bạn có là gì nhỉ? Chất nào sau đây không tác dụng, nhớ là không tác dụng được với NaOH loãng. Cái này bạn nào cũng phải để ý kiến thức một chút này thì bạn mới xác định được này. Chứ không các bạn không biết loãng với lại đặc là gì đâu. Thằng nào bạn ơi, câu hỏi số 53 các bạn chọn gì? Một bạn anh thấy comment, rất nhiều bạn comment đáp án B. Các bạn khác chọn gì ạ? 53 các bạn chọn gì? 53 comment B rất nhiều, các bạn khác chọn gì nào? Trời ơi, các bạn có... Bỏ ngay đáp án B đi. Không tác dụng với NaOH loãng cơ mà. Không tác dụng với NaOH loãng cơ mà. A sai làm chó à? Các bạn mà là bạn bè của anh thì chắc anh bảo là go go đi đấy. Trời ơi, sao lại các bạn comment đáp án sai nhiều quá, anh không hiểu luôn. Câu này các bạn để ý cho anh này. Sai hết rồi các bạn. Anh chỉ thấy một vài đứa comment đúng thôi. Đáp án đúng của mình ở đây phải là thằng CR2O3. Đơn giản như thế này này. Thằng này ấy, nó có tính lưỡng tính, tuy nhiên nó chỉ tan trong NaOH đặc thôi nhá. Các bạn nhớ nhá, thằng này nó chỉ tác dụng với NaOH đặc thôi. Còn loãng nó không tác dụng. Giải thích những cái còn lại này. Cái này đơn giản phản ứng tạo kết tủa. Cái này là gì ạ? Hydroxit lưỡng tính rồi, chắc chắn là tan rồi. Thằng này là gì ạ? Thằng này là oxit axit, chắc chắn sẽ phản ứng với dung dịch bazơ tạo muối thôi. Đúng chưa? Câu này phải là C. Trời ạ, cái này phải tác dụng với NaOH đặc chứ. Sao lại sai hết như thế này? Phí thế. Hay các bạn không chưa học đến kiến thức của Chrome? Các bạn chưa học đến kiến thức của Chrome thì có thể bạn chưa biết thật. Nhưng mà nếu bạn nào học qua rồi mà không nhớ thằng này thì hơi tiếc ha. Ok, hello, bạn đang xem live stream nhé. Các bạn đang xem live stream có thể là thả tim cũng như là share live stream giúp anh được không ạ? Hôm nay chủ nhật, mặc dù chủ nhật nhưng mà anh thấy các bạn xem cũng như là tương tác khá là tốt đấy. Ok, hello bạn nhé. Lịch live stream của anh thì trong tuần sau, trong tuần sau nhỉ. Tuần sau thì chủ yếu ấy, tuần sau thì chủ yếu anh sẽ live cho các bạn vào lúc 20 giờ. Anh sẽ đẩy lịch lên khoảng tầm 20 giờ để cho nó nhiều hơn. Thông thường thì sẽ là 20 giờ 15 mỗi tối đúng không ạ? Nhưng mà đây sẽ là 20 giờ nha. Chủ yếu sẽ là chủ nhật. Tại vì sang tuần sau thì chủ nhật anh có thể sắp... À quên, không, chủ yếu là buổi tối. Tại vì anh sắp xếp được thời gian cho nên là sẽ live buổi tối ha. Ok, hello bạn đang xem live stream nhá. Rồi, câu hỏi số 54 nào. Trùng hợp chất nào sau đây thì thu được là polypropylene. Đây là một trong những về chủ đề về polymer các bạn. Thằng này thì rất đơn giản thôi, đó chính là đáp án B đúng không ạ? Này không được đứa nào sai đâu à. Này hóa 12 chính xác rồi. 54 các bạn chọn gì? Là B nhá. Rồi câu hỏi số 55 nào. Fe không tan, để cho anh là không tan trong dung dịch nào sau đây. Fe không tan được trong dung dịch nào sau đây ạ? Các bạn chọn gì? 54 chọn gì? 54 chọn gì? Không tan nhá, để phải là không tan. Ở đây mình có là gì ạ? 55 chứ. 55 ở đây không tan. Ồ, chắc chắn là đáp án A rồi. Thằng này đặc nguội thì không thể tác dụng được với gì ạ? Không tác dụng được với Fe này, chrome và nhôm đâu bạn nhá. Ba kim loại này là sẽ là ba kim loại không thể tác dụng được với HNO3 đặc nguội cũng như là H2SO4 đặc nguội. Câu hỏi số 56, vật liệu polymer nào sau đây tạo ra polymer bán tổng hợp nhá. Polymer bán tổng hợp, đây là một trong những chủ đề về cũng là về polymer luôn. Đó, polymer. Câu số 56 các bạn chọn gì ạ? Các bạn thì comment giúp anh được không? Anh có live chương trình lớp 11 nha, nhưng mà phải qua Tết các bạn ơi. Qua Tết thì anh mới live chương trình lớp 11. Câu hỏi số 56 bạn chọn gì ạ? 56, tơ bán tổng hợp của mình ở đây đó chính là tơ visco. Hay còn thằng này này, nó còn có một cái tên gọi khác đó là gì ạ? Tơ nhân tạo nhá. Các bạn ghi nhớ thêm này. Nó còn có một tên gọi khác đó là tơ nhân tạo nhá. Ok chưa? Câu hỏi số 57, nhiệt phân hoàn toàn muối nào sau đây thì bạn thu được là khí N2. Câu số 57 cũng là một câu rất là hay, một phương trình hóa học mà hình như anh cho các bạn rồi. Trong một cái đề nào đấy mình làm anh từng nói về cái phương trình này rồi này, không biết các bạn nhớ không? Câu hỏi số 57 ấy. 57 các bạn biết là gì không? Đó chính là NH4NO2. Thằng này nhá, anh viết phương trình cho bạn xem này, NH4NO2 khi mà nhiệt phân ấy, khi mà bị nhiệt phân ấy thì nó sẽ tạo ra đó là khí N2 cộng với H2O nhá. Có khí N2 xuất hiện. Ok chưa? Đó đúng của mình là đáp án A. Câu hỏi số 8 nào. Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì bạn thu được một cái kết tủa có màu là gì? Kết tủa đây chắc chắn rồi, các bạn thấy đây là muối sắt 3 không? Các bạn thấy Fe3 không? Có nghĩa ở đây nhá, kết tủa sẽ là FeOH tất cả 3 lần. Thì theo bạn thằng này có màu gì ạ?
Thằng FL á, tất cả ba lần này có màu gì bạn ơi? Có màu gì nhỉ? Câu hỏi số 58 có màu, chính xác đó là màu nâu đỏ bạn nhé. Cái màu trắng xanh này là của FLH tất cả hai lần, màu nâu đỏ thì sẽ là FLH tất cả ba lần nha. Câu hỏi số 59, ion nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất? Cái này làm quá nhiều rồi. Tính oxy hóa mạnh nhất thì chắc chắn sẽ là những cái ion kim loại nằm cuối, càng cuối thì nó sẽ có tính oxy hóa càng mạnh. Câu hỏi số 60, trong phân tử chất nào sau đây có chỉ này, các bạn để ý này, chỉ có liên kết đơn nhá, có nghĩa là nó chỉ có liên kết đơn mà thôi, nó không có liên kết khác, thì bạn chọn gì ở câu cuối này? Ở đây bạn thấy này, thằng này nó không no đúng không ạ? Chắc chắn nó có liên kết đôi CC rồi. Glycin thì sao? Glycin thì nó có cái nhóm trước COO ấy, cũng có liên kết đôi nhá. Anilin thì sao? Anilin nó có một cái vòng benzen cũng có chứa các liên kết đôi nhá. Có các liên kết đôi. Và ở đây mình chỉ có là etinamin thôi. Đó đúng của mình là đáp án D ha. Ok, hello bạn đang xem livestream nhé. Bạn đang xem livestream mà các bạn muốn lấy tài liệu, lấy đề này thì các bạn click vào trong bio của anh. Các bạn vào group ở trên phở bò. Các bạn muốn xem lại livestream thì các bạn cũng click vào trong bio của anh để các bạn thấy một cái đường dẫn để các bạn có thể xem lại livestream. Ok. Sai rồi hả? Và các bạn đang xem livestream mà bạn nào mà chưa follow kênh anh thì đừng quên follow ha. Anh sẽ livestream khá là thường xuyên cho các bạn. Xong tuần sau thì sẽ vào lúc 20 giờ mỗi tối thì anh sẽ live cho các bạn. Các bạn muốn nắm thông tin về lịch livestream của anh ấy thì bạn có thể là vào bio, à quên, vào group ở trên phở bò ấy, các bạn vào group trên phở bò tương tác cho nó dễ các bạn nhé. Trong cái chủ nhật ngày hôm nay nhỉ, chủ nhật ngày hôm nay thì anh đang giảm giá cho tất cả khóa học bên anh đấy, để cho bạn nào có ý định đăng ký học thì bạn có thể đăng ký nhá. Có khóa cơ bản, có khóa vận dụng cao. Sang tuần sau thì đã bắt đầu học rồi. Cho nên là ngày hôm nay là ngày cuối nên anh giảm giá cho bạn một chút để bạn có thể là có cơ hội được vào học ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với một cái câu về sơ đồ chuyển hóa các bạn ơi. Sơ đồ chuyển hóa. Câu này thì các bạn, để anh gấp cái đề này một chút cho bạn dễ nhìn nhá. Anh like mấy tiếng dậy hả? Like mấy tiếng thì còn chưa biết các bạn ạ. Hôm nay sẽ cố gắng sửa nhiều cái đề này một chút. Còn không biết có sửa kịp để xong hay không. Câu hỏi số 61 các bạn thấy đề chưa? Chắc thấy trọn vẹn cái đề rồi đúng không? Để anh lấy một cái tờ giấy nháp. Công khai cho bạn trên livestream luôn này, khóa cơ bản thì là 1 triệu, ok chưa? Và mình sẽ có ưu đãi trong ngày hôm nay. Các bạn đăng ký trong ngày hôm nay thì sẽ được ưu đãi như anh vừa nói đấy ạ. À thôi, cái phần này thì anh nháp bên cạnh luôn nhá. Ở đây bạn để ý giúp anh này, câu hỏi số 61 như sau. Một câu cũng khá là thú vị và khó đấy ạ. Bạn nào cũng phải có kiến thức, kinh nghiệm với trải nghiệm đúng không? Thì khả năng mình mới làm được câu hỏi số 61 này. Đó, và bạn nào mục tiêu mà khoảng tầm 9 điểm ấy, mục tiêu 9 điểm là các bạn phải biết cách xử lý những cái dạng như thế này nhá. Dạng này là những dạng khó nha. Rồi như sau. Ở đây bạn để ý giúp anh này, mình có là CnHmOm, CmH2nOm đúng không ạ? Mà mình thấy là Me nhón MF và nhón 120. Thì bạn hình dung là gì ạ? Bây giờ anh thử nhá, thằng F này này, nhón 120 thì bạn suy ra là gì? Suy ra 12 nhân M này cộng với 2N cộng với gì ạ? 16 nhân với M nhỏ hơn 120 đúng không ạ? Ok, vậy thì bây giờ mình thấy nhá. Thực ra cái số hero nó khá là bé cho nên các bạn đừng quan tâm nó. Mình xem đây là 12 cộng 16 này thì có phải là bằng 18 nhân với M không? Nó sẽ nhỏ hơn 120 không? Vậy thì M ở đây nó sẽ nhỏ hơn bao nhiêu ạ? 120 các bạn chia cho 18 nhá. M à đâu? 28 chứ. Ok, 28. 120 chia cho 28 nhá. Thì ở đây các bạn được bao nhiêu? 4,2, ok chưa? Các bạn thấy là M bé hơn 4,2. Vậy thì M là các giá trị nguyên các bạn. Thì mình chỉ có là gì ạ? 1, 2, 3 hoặc là 4 thôi. Chuẩn chưa? Mà ở đây mình muốn thằng chất hữu cơ này nó no này. Và các bạn nhìn công thức này, F nó phản ứng được với 2 NaOH thì khả năng nó rơi vào ST2 trước. Có nghĩa là nó sẽ phải có M ở đây bằng 4. Cho nên công thức của thằng F ở đây các bạn sẽ có là C4 nhá. C4H2N. N mình chưa biết đâu, còn O ở đấy chắc chắn là O4 rồi. Tương tự bên này thì mình sẽ có là gì ạ? CnH4O4. Ok chưa? CnH4O4. Rồi nhá, tiếp tục này. Mình sẽ đi tìm công thức của thằng này thôi. Công thức thằng này thì bạn sẽ tìm như thế nào? Công thức chính xác của nó, bây giờ mình sẽ dựa vào phương trình phản ứng một chút nhá. Ở đây bạn thấy là E cộng với 2 NaOH thì thu được X1, X2 và nước đúng không ạ? X1, X2 và nước. Thì các bạn thấy này, khi mà có nước thoát ra ấy, thì chứng tỏ trong cái gốc của mình này nó sẽ có một cái nhóm trước của COOH. COOH. Các bạn hình dung chưa?
Sau đó ở đây này, có 4 oxy thì chắc chắn sẽ có 2 nhóm chức của COO rồi. Tiếp theo đấy các bạn thấy 4 hero không ạ? 4 hero mà trừ đi 1 hero phía dưới thì mình còn 3 hero. Còn 3 hero dẫn đến mình sẽ có một cái gì ạ? 3 hero nhá thì thường nó sẽ rơi vào một cái gốc CS3 các bạn, một cái gốc CS3 như thế này. CS3 chỉ có thể nằm ở đây thôi. Đây chính là cái công thức của thằng E các bạn. Được chưa? Dựa vào công thức của thằng E này thì bạn sẽ xác định ra số nguyên tử carbon đây bằng bao nhiêu ạ? Bằng 3, có nghĩa N ở đây bằng 3 nha. N ở đây bằng 3. Thằng này sẽ là C4H6. Rồi bây giờ mình sẽ đi xác định sản phẩm này. Sau sản phẩm thì sẽ thu được là gì ạ? CH3OH này. Sau đó mình có là gì ạ? Mình có muối này, COO, Na. Ui viết chỗ này hơi sát các bạn ơi. Cộng với H2O nha. Cộng với H2O. Cộng với H2O. Rồi các bạn tập trung này. Cộng với H2O được chưa? Câu này có câu khó nhá. Lát sẽ có một số câu nó dễ hơn cho các bạn. Đề này đề chuyên khoa tự nhiên mà cho nên là nó cũng hơi thử thách các bạn một chút khi bạn làm đề. Mới đến câu 61 thôi nhưng đã gặp một câu nó gọi là nó hơi khó rồi. Ở đây bạn thấy F thì sao? F cũng cộng 2 NaOH đúng không ạ? Các bạn nhìn này, công thức là C4H6O4. Thì thằng này công thức của mình là gì? Các bạn hình dung là để nhá. Nó có một cái thằng X1 này chung này. X1 này là thằng chung. Để chưa? Các bạn thấy X2 phản ứng với axit đúng không ạ? X2 đây bắt buộc là muối này. X2 phản ứng được với axit, X2 chắc chắn là muối. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa muối thì có nghĩa đây chính là X2 các bạn ơi. Và đây sẽ là X1. Chính là cái thằng chung. Các bạn hình dung là cái thằng F này bắt buộc nó cũng phải tạo cái thằng giống cái thằng X1, đó chính là CH3OH. Vậy thì thằng F này nó sẽ có công thức là gì ạ? F này nó sẽ có một cái nhóm chức COO CH3. Đúng ạ? Tại vì phải có COO CH3 thì nó mới tạo ancol CH3OH được. Hình dung chưa? Rồi bây giờ công thức còn lại của nó sẽ là gì? Tại vì ở đây các bạn thấy là nó sẽ tạo các sản phẩm hữu cơ là X3 và X4 như thế này đúng không ạ? X3 và X4. Thực tế ra X3 ở đây cũng là muối đấy các bạn ơi. Muối, tại vì bạn nhìn này, chỉ có muối phản ứng với HCl thì mới thu được ở đây. Các bạn thấy có natri không ạ? Natri này chính là trong X3. Chắc chắn nó sẽ là muối luôn. Ok chưa? Vậy thì ở đây nhá, riêng cái trường hợp có 4 oxy này, thì khi mà các bạn phân tích thì mình sẽ có 3 trường hợp. Mình sẽ có 3 trường hợp. Và với trường hợp này ấy, thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp mạch ngang. Mạch ngang thì mình sẽ có thể viết luôn được đồng phân của nó như sau này. Đó chính là từ từ đã. Nhưng mà nó sẽ có khá nhiều đồng phân. Mình xem có cái dữ kiện nào hay không để mình ràng buộc nó hay không nhỉ. Đây, quên không nhìn vào cái này. Ở đây các bạn để ý giúp anh như sau này. Mình có một cái dữ kiện này, thằng này này, X5 và X6. X5 và X6 có cùng số nguyên tử carbon. Cái này quan trọng này. X5 và X6 các bạn nhìn X5 chưa? Các bạn nhìn X6 chưa? Khi mà X5 và X6 có cùng số nguyên tử carbon ấy, dẫn đến một điều X2 và X3 này này, nó sẽ có cùng số nguyên tử carbon các bạn. X2 và X3 có cùng số nguyên tử carbon nhỉ? Hình dung không ạ? Tại vì X5 là nó tạo ra từ X2 mà, và X6 tạo ra từ X3. Cho nên mình có X2 và X3 sẽ có cùng số nguyên tử carbon. Thì bạn hình dung là gì ạ? Cái muối X3 ở đây sẽ có số nguyên tử carbon bằng 2. Dẫn đến công thức của nó sẽ là thằng này này. Nó sẽ là HCOO. Và đây mình có một cái nhóm CH2 COO CH3. Thì đây chính là X1 của các bạn. X3 của các bạn là thằng này OH CH2 COO Na. Thằng này sẽ là X3 nhá. Thằng này các bạn để ý này, X3 đây có 2 nguyên tử carbon chưa? Nó bằng số nguyên tử carbon ở của X2 chưa? Và cuối cùng ở đây X4 các bạn có, đó chính là cái thằng HCOO Na nhá. Đây chính là X4. Không biết các bạn có thể nhìn được hết không? Ok. Rồi khi mình xác định ra đấy rồi thì mình thấy là gì ạ? X2 mình có rồi, vậy thì X5 ở đây sẽ là COOH tất cả 2 lần thôi. Và X6 ở đây mình có là gì ạ? X6 ở đây mình có, đó chính là X3 đâu? X3 là thằng này. X6 ở đây của mình đó là OH CH2 COOH nha. Đó chính là công thức của X6. Và bây giờ mình đi xác định những đáp án đúng sai thôi. Này, một cái câu cũng khá là hay ấy. Câu này ấy, thật ra những cái dạng về câu này nhá, nó là những dạng khó rồi, không phải dạng dễ. Nên là các bạn hình dung là muốn làm được câu này thì đầu tiên mình sẽ có những cái phương pháp, những cái kỹ năng nhất định trước đã. Có nghĩa là khi bạn gặp 2 oxy thì bạn sẽ phân tích như thế nào, gặp 3 oxy thì bạn sẽ nghĩ đến những cái trường hợp nào xảy ra, hay là gặp 4 oxy thì mình cũng sẽ có một số trường hợp nhất định xảy ra thôi. Thì mình sẽ dựa bám vào những cái phương pháp như thế để mình xử lý thì nó sẽ nhanh hơn. Bám vào những phương pháp để xử lý thì các bạn sẽ thấy nó dễ hơn. Đó, và mình sẽ phải làm cực kỳ nhiều bài tập về phần này thì bạn mới hiệu quả được. Các bạn cứ lên mạng các bạn
search, các bạn làm những bài tập về solo chuyển hóa nhiều vào, dần dần các bạn sẽ thấy nó quen đi và sẽ thấy nó dễ hơn rất nhiều. Úi ơi, vừa giải xong câu này các bạn out hết rồi. Vừa giải xong câu này các bạn out hết luôn ạ. Sợ thật. Thế thì làm sao mà mình theo dõi hết được cái đề này? Đề này, anh nghĩ với cái đề này nhá, thì câu này ở mức 8 cộng thôi. Tại vì cái đề này còn nhiều câu khó nữa cơ. Câu này thì anh nghĩ tầm 8 rưỡi. Không biết nữa. Lát anh sửa hết cái đề cho bạn thấy. Tại vì cái đề nó đằng sau nó khó lắm bạn ơi. Rồi em sẽ chọn phát biểu đúng sai cho bạn nhá. Chất F ở đây tham gia phản ứng tráng gương. F đâu các bạn? F đâu nhỉ? F là thằng này. F các bạn thấy có nhóm HCO đằng trước không? Thằng này tham gia phản ứng tráng gương chính xác. X1 có thể điều chế axit acetic, X1 ancol này này. Rõ ràng luôn. CH3OH ấy, nó sẽ phản ứng với CO để tạo ra cho các bạn đó là axit acetic CH3COOH. Chuẩn nhá. Oxy hóa cái thằng X3 thì bằng CuO ấy, thì bạn thu được hợp chất hữu cơ đa trước các bạn thấy này. X6 là thằng này. Thằng này khi mà oxy hóa thì cái nhóm phía sau này, cái nhóm phía sau này của mình ấy, sẽ thu được là aldehyde. Tuy nhiên thằng này nó phải là tạp trước chứ không phải là đa trước. Tạp trước. Câu số D thì sao? Đốt cháy cái thằng X2, các bạn nhìn X2 đi. X2 là CuO Na tất cả hai lần thì chỉ thu được Na2CO3 và CO2 thôi. Cái này là chính xác nha. Các bạn thấy công thức của X2 này không hề có hydro. Công thức của X2 không hề có hydro, dẫn đến là gì ạ? Không hề có nước thoát ra ở đây. Để ý nhá. Các bạn để ý chưa? Cái thằng X2 này nó công thức của nó là CuO Na tất cả hai lần thì khi đốt cháy các bạn thấy là nó chỉ tạo Na2CO3 và CO2 thôi, không hề có nước nhá. Câu hỏi số X, câu hỏi số E thì sao? X5 đâu? X5 là thằng nào nhỉ? X5 là cái thằng axit này. Axit này có nhiệt độ sôi lớn hơn axit acetic. Thằng này là đúng rồi nhá. Hai thằng này nó đều là axit thì bạn thấy thằng axit này có phân tử khối lớn hơn chưa? Thì chắc chắn nó sẽ có nhiệt độ sôi lớn hơn rồi. Ở đây mình sẽ có 4 phát biểu đúng nhá. Đáp án B. Ủa đây anh live sớm vậy hả? Ok. Tại vì hôm nay chủ nhật các bạn ạ. Hôm qua thì anh cũng có up lên cho các bạn là hôm nay sẽ live vào lúc 9 giờ ấy. Tại vì chiều anh cũng bận mà tối nay cũng bận các bạn. Ngày gần Tết rồi, tất niên các bạn ơi. Sau anh up file để cho dễ in à. Ừ, tại vì anh chưa, gọi là anh chưa tách ra được. Anh chưa tách file để, anh có file để rồi nhưng mà anh chưa có thời gian anh tách ra thôi. Ok, sorry các bạn điều đấy. Nhưng mà lát nữa nhá. Lát nữa khi mà anh up lại cái file để ấy, anh cũng sẽ up lại cho các bạn file đáp án chi tiết luôn. Trong đấy nó có đáp án chi tiết từng câu. Một số câu khó thì nó cũng giải thích cho các bạn. Anh thấy cái đáp án đấy rất là hay. Đáp án này thì thực tế ra cái đáp án và file đề ấy, anh có mua ở một cái web trên mạng thôi. Nó update đề rất là nhanh, có đáp án các thứ chi tiết để sau này anh sẽ cho vào cái khóa luyện đề. Khi mà bạn đăng ký khóa luyện đề ấy, thì anh cũng sẽ cho các bạn những cái được thi thử này, đề của các trường, các sở, các tỉnh thành nhá. Ngoài ra các bạn cứ vào đấy lấy tài liệu, có đề hết cho các bạn, có đáp án chi tiết, có giải chi tiết của những cái câu khó luôn cho các bạn. Còn những câu mà lý thuyết dễ quá thì nó chỉ có đáp án ABC thôi. Đấy, thì lát anh cũng sẽ up cho các bạn luôn. Anh nhận kèm riêng học sinh 22 tuổi không vậy? Các bạn cứ học lại thì anh sẽ dạy cho bạn thôi, không vấn đề gì cả. Ok nhá, tiếp tục ha. Đề rất là dài. Đề rất là dài. Câu hỏi số 62 nào. Ở đây các bạn trả lời giúp anh được không? Mình có là CO2, sụp khí CO2 đến bão hòa nhá. Đến bão hòa có nghĩa là đến khi nào mà cho nó vào nó không tan thêm được nữa, nó tan hết cỡ rồi. Vào dung dịch X này thì bạn thu được một cái dung dịch Y. Cho tiếp NaOH dư vào cái thằng Y này, các bạn thu được kết tủa trắng. Vậy thì chất tan trong dung dịch X có thể là gì? 62 một câu cũng rất là hay đúng không? Hiện tại tầm 7,5 thi trung học phổ thông quốc gia lên 8 điểm được không anh á? Trời ơi, các bạn đang còn 5 tháng nữa để các bạn thi mà từ 7,5 lên 8 các bạn không làm được nữa thì là kém nha. 75 lên 8 mà các bạn không làm được nữa. Trong khi đó còn 5 tháng nữa mới thi. Làm quá tốt đi chứ. Rồi anh thấy các bạn comment D khá là nhiều. Mạnh Duy, Hoàng Đặng, Ngọc Nhung đúng không ạ? Chính xác các bạn. Tại vì các bạn để ý cho anh như sau này. Dung dịch X đúng không ạ? Rồi ok. Vậy thì khi bạn sục CO2 vào cái dung dịch BaOH tất cả hai lần này nhá, thì các bạn sẽ thu được là gì ạ? Sục đến khi mà bão hòa ấy, thì nó sẽ thu được đó là BaHCO3. À quên, đây này, BaHCO3 hai lần ở đây. BaHCO3 tất cả hai lần ở đây. Mà mình cho tiếp NaOH vào, có nghĩa là mình cho dung dịch bazơ vào ấy, cho vào thằng này thì sẽ thu được kết tủa trắng ở đây của bạn, đó chính là BaCO3 nhá. Còn thằng này chính là BaOH tất cả hai lần này. X là BaOH tất cả hai lần.
quá chính xác đáp án đúng của mình là đáp án D. Trời ơi, các bạn có muốn làm câu 63 này không? Câu này anh nghĩ là một cái câu vô cơ khó nhất cái đề này chưa nhỉ? Không biết khó nhất chưa? Nhưng mà anh sẽ xử lý cho bạn. Đề này còn nhiều câu khó lắm. 63 nhá. Lý thuyết thì mình cũng khá ok nhưng bài tập không... Nhưng cái gì không biết, mãi không vào á. Lý thuyết ok mà bài tập hơi ấy là hơi không tốt nhá. Thường anh thấy những cái bạn mà lý thuyết kiểu bạn hiểu kỹ, các bạn hiểu được ngọn nghẽ những cái lý thuyết hay là giải thích được những cái phương trình phản ứng hay là những cái phương trình hóa học khó ấy, thì thường các bạn học cũng sẽ là khá là ok ấy. Rồi ok, bây giờ anh sẽ giải cho các bạn câu hỏi số 63. Câu hỏi số 63 như sau này, một câu khá là dài nhá. Câu khá là dài, xem các bạn làm như thế nào nhá. Các bạn đã xem livestream thì hay có thể thả tim nhé, xem livestream giúp anh à. Bây giờ mới học vận dụng cao ổn không? Có chứ các bạn. Vận dụng cao thì nếu bây giờ các bạn học vận dụng cao ấy thì điều kiện của bạn ấy phải đâu đó khoảng tầm 8 điểm rồi. Tối thiểu cũng phải 7 rưỡi đến 8 điểm thì bạn mới học được. Và sang tuần sau này các khóa vận dụng cao cơ bản bên anh cũng sẽ bắt đầu dạy luôn. Đó, một số bạn thì đã học với anh từ trước rồi. Tuy nhiên thì sang giai đoạn này thì anh mới bắt đầu dạy vận dụng cao. Làm mấy câu dễ trước đi ạ. Đề này thì không có câu ít câu dễ lắm em ạ. Đề này toàn câu khó thôi cho nên là thôi gặp thì anh sửa luôn đấy nhá. Chứ không lát dồn toàn câu khó thì anh lại thấy nó hơi các bạn hơi lười xem. Khóa mấy buổi với anh? Khóa tất cả khóa học bên anh thì các bạn sẽ học tuần 2 buổi cho đến khi bạn thi nhá. Tuần 2 buổi cho đến khi bạn thi trung học phổ thông quốc gia thôi. Câu hỏi số 63 thì sao? Mình có một cái hỗn hợp như thế này. Hòa tan hết đó là m gam x này vào 1,35 mol HCl. Các bạn để ý là dư 25% so với lượng phản ứng. Thì giả sử các bạn đặt lượng phản ứng là x đi, thì cái lượng dư sẽ bằng 0,25 nhân x đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng tổng số mol HCl. Các bạn sẽ suy ra số mol HCl phản ứng ở đây sẽ là 1,06 nhé. Sau phản ứng thì thu được là khí hydro. Ở đây mình có là 250g dung dịch Y. Mặt khác hòa tan cũng là m gam x đấy vào H2SO4 đặc nóng nhé. Đặc nóng thôi. Sau phản ứng thì bạn thu được ở đây là ba chất tan. Thằng này đặc nóng mà người ta chẳng nói gì việc dư hay không này. Thì khả năng nó không dư đâu. Ba chất tan đấy chắc là muối rồi. Ở đây các bạn có khí SCO2 cho Z. Có nghĩa là cho cái gì ạ? Cho cái dung dịch ba cái chất tan này này vào BaOH tất cả hai lần dư thì bạn thu được là kết tủa. Sau đó thì bạn nung cái khối lượng kết tủa này đến trong không khí đến khối lượng không đổi thì bạn thu được cái phần chất rắn này. Ok. Thì anh sẽ sửa xong câu này chắc chẳng còn ai xem. Những câu khó này thì bạn thông cảm thôi, cũng phải dạy thôi. Không thể không dạy được. Thì thoảng đổi gió làm một số câu khó một chút cho bạn nào cần, cho bạn nào thích thú đúng không ạ? Câu hỏi số 63 nhá. Anh sẽ viết qua một cái sơ đồ phản ứng như sau cho bạn thấy này. Hỗn hợp X ban đầu ấy, mình thấy là có oxit, có nói chung là có kim loại Cu, có oxit của nó, có kim loại Fe và oxit của nó. Thằng này phản ứng với HCl nhá, cộng HCl. Thì ở đây anh có là 1,06 mol, đó là số mol gọi là số mol phản ứng của nó. Còn số mol ban đầu của nó là 1,325. Vậy thì sau phản ứng các bạn thu được ở đây là gì? Thu được một cái dung dịch Y ở đây sẽ gồm những cái gì? Ở đây mình thấy này, có sắt thằng kia chắc chắn sẽ có Fe3 cộng rồi, cũng có thể có cả Fe2 cộng. Có gì nữa ạ? Có Cu2 cộng. Ngoài ra bạn thấy nhá, HCl này nó có dư 25%, dẫn đến ở đây mình cũng có H cộng dư nhá, H cộng dư. Và ở đây mình có thêm ion cuối cùng đó là Cl trừ. Điền vào thôi 1,325. H cộng dư ở đây các bạn có là bao nhiêu nhỉ? Chả biết. 1,325 trừ đi 1,06. Ok, 0,265. 0,265. Mấy thằng này thì bạn chưa biết đâu. Ở đây mình có cộng với khí hydro thoát ra là bằng 0,08. Xong, quá trình đầu tiên. Quá trình số 2 thì cũng là một cái lượng X đấy. Các bạn cho nó phản ứng với H2SCO4 nhá. H2SCO4 đặc nóng đúng không ạ? Thì sau phản ứng các bạn thu được một cái dung dịch Z gồm 3 chất tan, các bạn thấy chưa? 3 chất tan của mình ở đây sẽ là gì? Chắc chắn rồi nó sẽ là Fe3 cộng, Fe2 cộng, Cu2 cộng và SCO42 trừ thôi. Đó là 3 cái chất tan của bạn. Đúng không ạ? Có 3 ion dương này và 1 ion âm thì nó sẽ tạo ra 3 chất tan. Ok không ạ? Cộng với đây các bạn sẽ có khí SCO2, số mol thằng này bằng 0,12 mol nhé. Rồi, sau đó thì bạn sẽ cho cái phần chất rắn này này tác dụng với BaOH tất cả hai lần dư để thu được kết tủa. Tuy nhiên thì mình sẽ có quá trình nung kết tủa. Khi mà nung kết tủa thì bạn hình dung cái phần chất rắn này ấy, phần chất rắn này này nó sẽ gồm cái gì? Ở đây mình có sắt 3, mình có sắt 2. Tuy nhiên sau khi nung nhá thì nó đều tạo ra Fe2O3 cả.
Tiếp theo ở đây mình có CU thì sau khi nung nó sẽ tạo ra CuO. Và cuối cùng mình có một cái chất rắn đó là BaSCO4. Đấy là khi mà bạn đọc một cái đề nó rất là dài thì bạn ok bạn nên tóm gọn một chút như thế để mình có thể hiểu một số thông tin của bài toán. Thế anh nghĩ bạn sẽ xử lý nó ổn hơn nhá, làm quen dần. Ok, vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào ở phần này bạn ơi? Ở đây bạn để ý giúp anh như sau. Trong cái hỗn hợp bích này nó có oxit, có nghĩa là nó có oxy đúng không ạ? Thì mình sẽ sử dụng cho anh một cái công thức, đó là số mol của H cộng, vai trò của H cộng hay là nhiệm vụ của H cộng. Thì đây mình thấy là số mol H cộng phản ứng là bằng 1,06 trừ đi 0,08 này, bạn nhân 2 chia cho 2 thì bạn sẽ ra được là số mol của oxy trong này là bằng 0,46 mol, à 45 chứ nhỉ, 45 mol. Các bạn có số mol oxy trong này. Vậy thì khi bạn có số mol oxy trong này rồi, bạn suy ra ở đây thì bạn sẽ có là số mol của gì ạ? H2SCO4 phản ứng nhá. Anh đi tính số mol H2SCO4 phản ứng này. Mình có là số mol H2SCO4 phản ứng ở đây ấy, H cộng ấy. H cộng sẽ là bằng 0,12 nhân 4, 4 lần số mol SCO2 cộng với cho anh đó là 0,45 nhân 2. 1,38 chia đôi thì ở đây các bạn sẽ có số mol của H2SCO4 bằng 0,69 số mol H2SCO4. Rồi các bạn nhìn này, khi bạn có số mol SCO4 rồi, H2SCO4 rồi ấy, mình sẽ đi bảo toàn lưu huỳnh cho anh. Bảo toàn lưu huỳnh thì bạn sẽ thấy là 0,69 mình trừ đi 0,12 chưa? Trừ đi 0,12 trong này. Thì bạn sẽ phần còn cái phần còn lại đây chính là 0,57. Chính là trong SCO42 trừ. Dẫn đến cái thằng kết tủa BaSCO4 này sẽ bằng 0,57 mol luôn. Mà mình có là gì ạ? Mình có tổng khối lượng chất rắn là bằng 172,81. Từ đây bạn suy ra này. Bây giờ giả sử nhá, giả sử bạn có thể đặt cho anh là, các bạn có thể đặt giúp anh đi, số mol thằng này là A đi, số mol thằng này là B đi. Được chưa? Thì bạn sẽ suy ra cho anh là gì ạ? 160A cộng với lại gì ạ? Cái thằng này là bao nhiêu? Đồng 64-16 đây là 80B đúng không ạ? Thì sẽ bằng là gì ạ? Bằng khối lượng chất rắn này 172,81. Các bạn trừ đi giúp anh đo khối lượng kết tủa nhân với 233. Đấy các bạn có 40. 40. Thì câu này nó có một cái khó như này, để cho những bạn nào mà làm quen với những câu vận dụng cao rồi các bạn để ý này. Không phải COSCO4 đâu em. Ở đây nhá, khi mà cho những thằng này phản ứng với dung dịch bazơ ấy thì nó sẽ tạo ra các gì ạ? FeOH tất cả 3 lần, FeOH tất cả 2 lần, CuOH tất cả 2 lần và BaSCO4. Nhưng mà tuy nhiên những cái hydroxit kết tủa ấy, hydroxit kết tủa khi mà nó nung ấy thì nó phải tạo ra oxit nhá. Rồi, đoạn này thì nó sẽ có một cách xử lý rất là hay, đoạn này các bạn phải tinh ý thì bạn mới làm được này. Ở đây khi bạn thấy là 160A cộng với 80B bằng 40 được chưa? Thì mình rút gọn đi cho anh. Rút gọn đi thì mình thấy sẽ là bằng 2A cộng B. Sẽ là bằng cái gì ạ? Sẽ là bằng 40 mà chia cho 80 thì bằng 0,5 đúng không ạ? 0,5. Bạn rút gọn 2 vế với 40. Thì bạn để ý này, các bạn nhìn giúp anh này. 2 nhân A cộng với B thì bằng cái gì ạ? 2 nhân A cộng B các bạn biết là bằng gì không? Nó chính là bằng tổng số mol của kim loại các bạn. Tổng số mol kim loại, đúng ạ. 2A chính là kim loại sắt, B chính là kim loại Cu. Vậy thì 2A cộng B ở đây chính là tổng số mol kim loại. Các bạn để ý phần này nhé. Lát anh sẽ hướng dẫn lại cho bạn tính số mol của oxy, tại vì phần tính số mol oxy không phải là cái khó. Lát anh sẽ hướng dẫn lại các bạn tại sao lại có số mol oxy như vậy, tại sao lại có số mol acid như thế này. Các bạn cứ nghe đi đã. Khóa có khó mà. Này gần như là vận dụng cao trong cái đề này rồi. Các bạn hình dung nhá. Tổng, đây là tổng số mol kim loại. Thì bạn nhìn này, bây giờ mình sẽ có một cách xử lý rất là hay như sau. Xử lý rất là hay như sau này. Bây giờ bạn thấy là dung dịch Y nó có 3 cái ion này không? Dung dịch Y nó có 3 ion này không? Đề yêu cầu các bạn đó tính FeCl3, có nghĩa bắt buộc các bạn phải tính ra cái thằng FeCl3 có số mol bằng bao nhiêu thì bạn mới đi tính nồng độ phần trăm được. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xử lý như thế nào? Các bạn sẽ đặt một cách rất là hay, mình sẽ đặt Fe3 cộng bằng X. Và đây các bạn sẽ đặt như này cho anh này. Tổng số mol của thằng này bằng Y nhá. Các bạn nhìn thấy này, các bạn rất ít khi gặp những cái trường hợp các bạn thường là đặt x, y, z đúng không ạ? Tuy nhiên đây mình sẽ đặt tổng cái thằng này bằng y nhá. Tại sao lại đặt như vậy? Tại vì hai cái thằng này Fe2 cộng và Fe3 cộng nó có cùng số oxy hóa. Dẫn đến khi mà các bạn bảo toàn điện tích ấy thì bạn sẽ thấy là 3 nhân x này cộng với 2 nhân y này. Được chưa? Sẽ là bằng gì ạ? Sẽ là bằng 1, thằng này trừ đi thằng này thôi, chính là bằng 1,06. Để cách đặt nhá. Ở đây đặt tổng số mol thằng này bằng y nha. Vậy thì tại sao đặt thằng y này thì bạn có bảo toàn điện tích, và tiếp theo bạn sẽ có thêm một phương trình này. Đây chính là tổng số mol kim loại chưa? X cộng Y chính là tổng số mol kim loại. Mà mình vừa xác định được tổng số mol kim loại ở đây bằng bao nhiêu ạ? 0,5 rồi. 0,5 rồi. Thì từ đây hoàn toàn các bạn giải hệ phương trình thì bạn sẽ có ngay được là gì ạ? Số mol của X thôi. X đấy các bạn có bao nhiêu? Mình chỉ quan tâm X thôi. Y kệ mẹ nó. Mình quan tâm X thôi. Fe3 cộng thôi, 0,06 mol thôi. Vậy thì khi bạn có thằng này rồi, có số mol rồi đúng không ạ?
thì mình nhân với khối lượng thôi, 0,06 nhân sắt 56 cộng 35,5 nhân 3. Bạn có khối lượng chưa? Mà đây này, đề yêu cầu người ta cho bạn mở dung dịch luôn rồi, 250 rồi. Các bạn chia luôn trực tiếp 250. Thông thường thì các bạn phải là gì ạ? Ở đây mình sẽ có là 3,9 nhá. Thông thường thì mình phải đi tính mở dung dịch, tuy nhiên mở dung dịch người ta cho bạn rồi. Mình chỉ cần đi tính số mol của FeCl3 thôi. Tính khối lượng chất tan, sau đó bạn chia khối lượng dung dịch thì bạn đã ra luôn rồi. Ngôn ngữ mất kiểm soát đấy. Ủa anh nói nhầm chỗ nào à? Anh nói nhầm chỗ nào các bạn? Đây là một cái bài vận dụng cao của bạn đi ạ. Nó có một cái hay đó là về cái việc các bạn có thể là biết cách đặt ở đây này. Các bạn hình dung là kết tủ ở đây cho bạn một phương trình và bạn tính ra đây này, 2A cộng B bằng 0,5 thì nó là cái gì? Nó chính là tổng số mol của gì ạ? Tổng số mol của kim loại các bạn. Khó mà, con này câu khó, con này không phải câu dễ đâu. Câu này câu khó nha. Tổng số mol kim loại. Và ở đây có một cái hay nữa đó là việc các bạn biết cách đặt tổng số mol kim loại này này. Fe2 cộng và Fe3 cộng. Rất ít người nghĩ được cái chuyện này. Fe2 cộng và Fe3 cộng đặt thành Y. Đó, để mình có một phương trình bảo toàn điện tích. Mình có một phương trình tổng khối lượng kim loại bằng 0,5 nữa. Từ đó bạn giải ra. Rồi bây giờ anh sẽ nói lại cho bạn. Anh nghĩ là các bạn sẽ có hai cái điểm các bạn chưa biết. Nhưng mà hai cái điểm đấy các bạn chưa biết thì các bạn làm những câu vận dụng cao này cực kỳ khó. Tại vì với những cái bạn mà kiểu học vận dụng cao của anh rồi ấy, thì những cái tính số mol oxy này hay là tính số mol H cộng các thứ thì gần như các bạn biết cách tính rồi. Đơn giản như thế này thôi này. Có nghĩa là người ta sẽ có là vai trò nhiệm vụ H cộng ấy, vai trò H cộng đi. Vai trò H cộng. Thì bạn hình dung là trong cái phản ứng đầu tiên này ấy, H cộng nó có những cái vai trò nào? Trong phản ứng đầu tiên này nhá, anh gọi tất cả cái này là phản ứng số 1 này. Tất cả cái này là phản ứng số 2 này. Trong phản ứng đầu tiên này H cộng nó có hai vai trò. Đầu tiên đó là H cộng nó sẽ phản ứng với O2 trừ tạo ra nước. Và cái vai trò số 2 của H cộng đó là tạo khí hydro. Thêm thằng này 2E đúng không ạ? Thêm 2 vào, cân bằng các bạn thêm 2 vào đây. Thì bạn hình dung là gì ạ? Mình có số mol hydro bằng 0,08 chưa? Vậy thì số mol H2 đây bằng bao nhiêu? 0,16 chưa? Tổng số mol HCl phản ứng này, tổng số mol phản ứng của nó là 1,06. Các bạn lấy 1,06 bạn trừ đi 0,16 thì còn bao nhiêu? Còn 0,9 chưa? Dẫn đến số mol oxy ở đây sẽ bằng 0,45. Hiểu đúng không ạ? Đó chính là việc các bạn tính số mol của oxy thôi, dựa trên đó là vai trò nhiệm vụ H cộng. Nhớ nhá, đi thi mà các bạn không có kỹ năng, không có kiến thức về H cộng này, không biết cách tính về H cộng này thì các bạn rất khó để các bạn có thể xử lý được bài tập ấy. Thằng này nó chẳng khác gì này. Thông thường ấy, các bạn hay biết bảo toàn điện tích rồi, bảo toàn khối lượng, bảo toàn E rồi. Tuy nhiên thằng này cũng là một trong những thằng quan trọng y hệt những cái thằng đấy để các bạn xử lý những bài tập vô cơ ấy. Ok chưa? Tương tự như vậy này. Ok, anh sẽ nói nốt một cái vấn đề này nữa rồi lát sẽ trả lời vấn đề một bạn đang hỏi. Ở đây nhá, với cái phương trình số 2 thì sao? Mình cũng có vai trò H cộng. Vai trò H cộng. Với phương trình số 2 này thì vai trò H cộng bây giờ nó thay đổi rồi. Nó là gì ạ? Nó cũng là H cộng cộng với O2 trừ tạo ra nước thôi. Đó, tuy nhiên nhá, nó không còn tạo ra hydro nữa mà thay vì đó nó sẽ tạo ra SCO2. Thì bạn phải nhớ cho anh một cái phương trình đó gọi là phương trình bán phản ứng như sau. Thì nó sẽ tạo ra SCO2 cộng H2O này, bạn nhìn này. Cân bằng mình thêm 2 vào đây, thêm 4 vào đây. Thì bạn thấy là gì ạ? Số mol oxy bằng 0,45 rồi. Thì dẫn đến số mol H cộng ở đây bằng 0,9 chưa? Số mol SCO4 ở đây bằng 0,12 rồi. SCO2, 0,12. Vậy thì H cộng ở đây bằng bao nhiêu? 0,12 nhân 4 là bằng bao nhiêu? 0,48. 0,48 cộng với 0,9 thì có đúng là bằng 0,69 đúng không ạ? Không đúng rồi sao ấy? Cộng lại xem có đúng không nhỉ? 0,48 nhá, cộng với 0,9 thì là bằng 1,38. Tuy nhiên sau đó các bạn thấy là tổng số mol H cộng đúng không ạ? Mà đây có 2 hydro thì mình phải chia đôi giúp anh. Thì sẽ ra được là số mol 0,69 nhá. Đó chính là số mol, các bạn tính số mol H2SCO4 nha. Sao sản phẩm của 1 lại không có nước hả? Sản phẩm của 1 có nước em ạ, chỉ là anh không viết vào thôi. Sản phẩm 1 này có nước ha. Sản phẩm 2 này cũng có nước ha. Tuy nhiên thì nó không quá liên quan bài toán thì anh lại không viết vào. Rắc rối mà. Đấy, có nghĩa là khi bạn hình dung là khi mà mình làm được những cái như thế này ấy, thì thực tế ra mình phải biết những cái mà anh đang vừa viết ở đây này. Chứ không bạn không thể xử lý được đâu. Rồi đây anh sẽ giải thích cho một bạn. Lúc nãy bạn hỏi cho anh về bảo toàn điện tích thì bạn nhìn thấy này. Bảo toàn điện tích có nghĩa là tổng số mol điện tích dương thì bằng tổng số mol điện tích âm. Thì bạn nhìn nhá, đây có 3 cộng đúng không ạ? 3 nhân x. Được chưa? Ở đây mình đều có gì ạ? Đều có chung số điện tích là bằng 2 cả. Vậy thì bằng 2 nhân y chưa? Nó sẽ bằng cái gì ạ? Nó sẽ bằng 1,325 này này. Các bạn trừ đi 0,265.
thì nó chính là H1.06 phản ứng thôi. Trừ mà xem 1.325 trừ đi 0.265 thì chính là 1.06 HCl phản ứng ở đây. Được chưa? Đó chính là bảo toàn điện tích. Đó cho nên là khi mà bạn hiểu được những cái vai trò của H cộng này rồi thì trong bài tập của bạn ấy thì thường mình sẽ không viết đâu. Hơi đâu mà mình ngồi mình viết những cái này, mình sẽ tính toán luôn. Đó. Rồi ok, bài này thì anh giải như thế này thôi. Bạn nào có khả năng hiểu được thì tốt này, còn không hiểu được thì anh nghĩ cũng rất khó để làm sao giảng cho bạn. Tại vì nó có rất nhiều kiến thức nó kết hợp ở đây ấy, nên là khó bạn ạ. Ok nhá, thế thôi. Lát anh cũng sẽ up giải chi tiết lên. Giải chi tiết thì nó giải hơi khác anh một chút. Giải chi tiết thì đó là một cái đáp án anh giải anh thấy cũng khá là hay trên mạng, nhưng mà nó hơi khác anh một chút. Tuy nhiên thì nó cũng một chút thôi, không sao. Tụt view kinh quá à. Ui, giải vận dụng cao thì có ai xem đâu các bạn ơi. Ok, không sao cả. Kệ đi, view như thế nào kệ nó. Lần đầu được cái vai trò hát cộng hả? Cái đấy rất là hay để cho bạn xử lý bài tập từ cơ bản. Thực ra các bạn thấy nhá, khi mà anh xử lý những cái bài tập liên quan đến hát cộng, phản ứng với axit ấy, những bài vô cơ ấy, từ những câu dễ, anh cũng rất hay sử dụng cái vai trò của hát cộng ấy. Nên là đôi khi các bạn có thể là xem like, các bạn sẽ không biết các bạn có hiểu được hay không. Khỏi số 64. Ở đây mình có là gì? Một cái thanh Cu vào, mình tính toán luôn nhá, 200g dung dịch thằng này đúng không ạ? 200 các bạn nhân với 0.034 chia cho 108 cộng 62. Đấy, bạn có số mol bằng 0.04. Vậy thì bạn thấy là gì ạ? Sau phản ứng thì bạn lấy cái thanh Cu làm ra. Thì ở đây mình thấy là thanh Cu nó tăng 10 gram, có nghĩa là đi tính cái phần delta đi các bạn. Thì biết rằng toàn bộ cái lượng Ag sinh ra bám hết vào thanh Cu. Thì bạn hình dung cho anh như sau này. Cái phần delta này ấy, nó chính là bằng khối lượng M. Cái khối lượng tăng thì nó chính là bằng khối lượng sau trừ đi khối lượng trước. Có nghĩa là khối lượng đồng thoát ra, à khối lượng bạc thoát ra trừ đi khối lượng đồng phản ứng. Thì bạn nhìn cho anh như sau nhá. Khối lượng bạc thoát ra bằng bao nhiêu? Ở đây nó phản ứng hết luôn, phản ứng hoàn toàn mà. Ở đây phản ứng hết 0.04 thì ở đây mình sẽ có là 0.04 nhân bạc 108. Còn trừ đi Cu thì số mol Cu sẽ bằng bao nhiêu? Cu ở đây thì đơn giản các bạn dùng bảo toàn E thôi. Tại vì mình có là gì ạ? Số mol của Ag. Một lần số mol Ag thì bằng 2 lần số mol Cu. Dẫn đến Cu ở đây sẽ là bằng 0.02 nhân 64. Đơn giản thôi ạ. 0.04 nhân 108 nhé, trừ đi 0.02 nhân 64. Đấy, bạn có là 3.04, chọn đáp án D. Khỏi số 64 một câu kim loại tác dụng dung dịch muối thì bạn sẽ có tăng giảm khối lượng như vậy. Đấy, các bạn hình dung là các bạn cứ tính cái delta này sẽ bằng khối lượng sau trừ đi khối lượng trước. Nếu như nó âm thì nó là giảm, còn nếu như nó dương thì nó là tăng. Ok không ạ? Ơ, bị lag à? Có em nè. Ok, đó, câu 64 như vậy. Thực ra cái đề này thì nó hay chèn những câu khó vào giữa. Nhưng nhận đến đây thì bạn sẽ thấy một số câu khá là dễ này. Ví dụ như câu 65 này. Hai kim loại này phản ứng với hai cái muối này. Nhớ kiến thức anh dạy bạn không ạ? Kim loại thoát ra ở đây này sẽ là gì ạ? Sẽ là các kim loại có tính khử yếu. Các kim loại có tính khử yếu. Còn kim loại trong muối ấy, sẽ là ưu tiên các kim loại có tính khử mạnh. Thì mình thấy đây có một kim loại, hai kim loại, ba kim loại này. Tính cả kim loại trong muối nha, tính cả kim loại này nha. Vậy thì kim loại có tính khử yếu ở đây là gì? Đầu tiên sẽ là bạc, yếu nhất, sau đó là đồng. Chọn đáp án gì? Chọn đáp án D thôi, dễ quá. Mượt lắm anh à? Đấy, anh nghĩ là mượt mà. Các bạn nào thấy hơi lag các bạn cứ ao ra vào lại ha. Ok chưa? Các bạn hiểu câu số 65 này chưa? Nghe thích nhỉ á? Thích cái gì đâu, này dễ mà. Ok, tiếp tục nhá. Anh giải tới mấy giờ á, anh cũng chưa biết nữa. Cố gắng sẽ giải cho bạn nhiều một chút, nhưng mà không biết đến khi nào. Tiếp nhá. Yên tâm, các bạn cũng sẽ có đáp án chi tiết của đề này. Lát anh sẽ up file, có file đề này, có phần đáp án phía sau cho bạn có thể tham khảo ha. Đấy, hiện tại thì ok, thôi cái này không nói nữa. Các bạn số sợ. Anh giải lại câu 65. Đậu Y Hà Nội, đậu Y Hà Nội phải cẩn thận học vào này. Y rất là cao. Đấy, các bạn thấy nhá. Cái này là một cái kiến thức. Đơn giản là khi mà kim loại tác dụng dung dịch muối thì bạn hình dung là gì ạ? Kim loại thoát ra sẽ là ưu tiên nhá. Ưu tiên các kim loại có tính khử yếu. Thì thằng nào có kim loại có tính khử yếu nhất, hai kim loại thì chắc chắn yếu nhất là bạc rồi. Vậy thì thêm một kim loại nữa
Kim loại yếu thứ hai sẽ là đồng thôi. Ok chưa? Có 3 quả đồng. Câu hỏi số 66. 6 x 6 như sau. Ở đây mình cho 200g đường nho chứa 90% là glucose. Sau khi phản ứng này phản ứng lên men thì bạn thu được là 200ml cồn 46 độ. Và mình có khối lượng riêng của cồn. Các bạn để ý này, đây là 0,8g trên cm khối. Thực tế ra 0,8g trên cm khối thì cũng chính là gam trên ml thôi các bạn. Cm khối thì chính là ml, còn decimet khối là lít các bạn nhá. Để mình quy ước, mình đổi đơn vị cho nó dễ. Như đây bạn hình dung là glu ấy, sau khi lên men thì nó sẽ tạo gì ạ? 2C2H5OH. Người ta yêu cầu bạn tính gì nhỉ? Tính hiệu suất đúng không ạ? Ok, quá dễ. Tính hiệu suất thì như sau. Đây mình có 200g đường, 200 mình nhân với lại gì ạ? 90% thì mình ra khối lượng của glucose chưa ạ? Chia cho 180 thì đây các bạn sẽ có 1 mol. Xong mol glucose nhá. Bây giờ mình sẽ đi tính số mol của C2H5OH thôi. Số mol của C2H5OH tính kiểu gì? Ở đây các bạn có 200ml, trong đó chỉ có 46 độ thôi. 46 độ thì thực tế nó cũng giống như 46% ấy. Thì bạn nhân với lại 0,46 thì bạn ra được là gì ạ? Ra được thể tích. Có thể tích rồi bạn nhân với khối lượng riêng, nhân với 0,8 thì bạn ra được là khối lượng của gì ạ? Etylic. Các bạn chia cho phân tử khối của nó 46 thì bạn ra số mol là bằng 1,6. Từ đây mình suy ra là gì ạ? Hiệu suất thì bằng gì ạ? Hiệu suất thì bằng thực tế mà các bạn chia cho lý thuyết. Hiệu suất thì bằng thực tế chia lý thuyết. Thực tế thì bạn có là gì ạ? Thực tế thì bạn chỉ có 1,6 thôi. Còn lý thuyết thì bạn có bằng bao nhiêu? Lý thuyết thì bạn lấy là 1 x 2 này. 1,6 chia 2 thì bằng bao nhiêu? 80% à? Đúng không? 1,6 chia 2 nhé. Ừ đúng không? 80%. Đấy, phần phía sau này bài tập anh thấy đang còn khá nhiều câu nó đủ sức cho bạn làm ấy. Đâu đó còn tầm 7-8 câu nữa cho bạn có thể làm phần phía sau. Ok chưa? Các bạn hiểu câu 66 chưa? Đơn giản thôi, một câu tính hiệu suất như thế thôi. À quên mất. Trời, thì thoảng này cho anh vài giây anh PI một chút. Sang tuần sau hai cái khóa cơ bản với vận dụng cao của anh sẽ triển khai các bạn nhé. Cho nên là trong cái ngày chủ nhật cuối cùng này ấy, thì anh sẽ giảm giá cho các bạn đăng ký một trong hai lớp đấy. Ok chưa? Giảm giá các bạn đăng ký một trong hai lớp đấy nhá. Cho nên là bạn nào có nhu cầu thì có thể quan tâm ha. Tại vì buổi hôm nay giảm giá cũng khá là sâu ấy. Khá là sâu cho bạn có cơ hội để các bạn có thể vào học luôn từ tuần sau. Nhá. Ok. Đấy, cho nên bạn nào quan tâm thì inbox anh ha. Các bạn quan tâm thì bạn có thể inbox với anh. Các bạn inbox với anh qua TikTok nhá. Rồi câu hỏi tiếp theo nào. Câu hỏi tiếp theo bạn ơi, các bạn có thắc mắc gì câu này không? Chắc không đúng không ạ, câu này dễ quá. Câu hỏi số 67 nào. 67 này cũng không gì khó cả. Bạn nhìn giúp anh này. Ở đây mình thấy là các amino acid đúng không ạ? Người ta cho rất là nhiều chất để người ta lòe các bạn thôi, để các bạn sợ thôi chứ chẳng có gì cả. Ở đây tác dụng vừa đủ rồi. Tác dụng vừa đủ. Số mol thằng này bằng 0,2, số mol thằng này cũng là bằng 0,2. Sau phản ứng thì bạn hình dung cho anh như sau này, amino acid nhá, có nghĩa ở đây anh viết hỗn hợp cũng được mà một chất cũng được. Nó phản ứng với dung dịch bazơ đúng không ạ? Ở đây là bazơ đi. Base thì nó sẽ tạo ra muối cộng với gì ạ? Muối cộng với nước. Vậy thì bây giờ để yêu cầu bạn tính muối thì bạn hình dung là các bạn sẽ lấy gì ạ? Acid này, các bạn cộng với khối lượng của base này, các bạn trừ đi nước thôi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ ấy, số mol của base các bạn có rồi, 0,2 và 0,2 rồi. Vậy thì số mol nước các bạn sẽ xác định như thế nào? Số mol nước thì chính là số mol của base thôi. Nó chính là số mol của OH trừ ấy, các bạn cộng tổng lại, 0,2 cộng 0,2 là bằng 0,4. Rồi mình bấm máy tính nhá. Bấm máy tính thôi. Đây mình có là 13,1, các bạn cộng với 0,2 x 40 cộng 0,2 x 56 trừ giúp anh 0,4 x 18 ha, 25,1. Ở đâu? Ủa tính sai. Bấm sai ở đâu? 13,1 cộng với NaOH là 0,2 x 40 cộng 0,2 x 56 trừ đi 0,4 x 18 đúng rồi mày. À 31,1, ok. Vãi trường. 31,1 mà nhìn ra 13,1 hả? Sợ thật. Ma che mắt các bạn, ma che mắt. Ma che mắt nha. Thế là đáp án đúng là gì? 31,1 cộng với 0,2 x 40 cộng 0,2 x 56 trừ đi 0,4 x 18. Ở đây các bạn có 43,1. 43,1 nhá, đế cuối. Ok. Ma che mắt anh. Trời ạ. Hôm trước anh bảo ma nào che mắt được anh.
Không biết, hôm trước là khác. Hôm nay tự dưng nó che, sợ thế. Câu số 67 dễ không ạ? Đấy các bạn thấy nhá, khi mà các bạn thật ra khi mà bạn không biết cách học ấy, các bạn thấy khi bạn gặp những hỗn hợp như thế này bạn thấy khó vãi. Không biết là ngồi viết bao nhiêu phương trình nó đồ. Nhưng mà đơn giản mình viết phương trình để làm cái gì? Như đơn giản là mình cho thằng này phản ứng base, mình tạo muối và nước, và đơn giản các bạn chỉ cần cân bằng phương trình hóa học thôi. Thế là xong rồi. Chưa? Rồi câu hỏi số 68 nha, học anh chữ este. Đề này có este đấy. Đề này có este, lát anh sửa cho bạn. Ok, lát anh sửa sửa bạn. Câu este. Đề này rất là nhiều dạng nha, đề này rất nhiều dạng amino acid, lát anh sẽ sửa cho bạn này. Este lát anh sửa cho bạn này, các bạn cứ đợi đi. Bài này còn có là gì ạ? Kim loại, bài tập về kim loại này. Rồi ở đây cũng có là một cái câu muối ngậm nước này, một câu về chất béo này. Ok, đợi chờ nhá. Rồi câu hỏi số 68 này. Một cái dạng lý thuyết này anh thấy trong đề thi cũng rất hay gặp nhá. Các bạn để ý này, cái dạng lý thuyết này. Mất gốc khóa thì các bạn hãy đến với anh thôi. Sang tuần sau thì anh sẽ có một lớp cơ bản dạy cho các bạn đang ở cái học lực từ 5 đến 6 điểm nhá. Bắt đầu từ tuần sau rồi bạn. Các bạn đăng ký sớm thì bạn được học sớm. Ok không? Học ở quán coffee á. Sợ họ la quá. Đeo tai nghe vào chứ. Không đeo tai phải nghe vào, người ta nghe hết giọng của anh. Câu hỏi số 68 nhá. Đấy bạn để ý này, cái thằng này các bạn phải phân tích một chút này, mình không có thời gian để mình ngồi viết tất cả phương trình phản ứng ra đâu. Nhưng mà mình phải hiểu tại sao nó phản ứng được và sau phản ứng nó có thu được hai muối hay không. Nhìn nhá, các chất này phản ứng sau phản ứng thu được hai muối. Thì bạn nhìn giúp anh này, nhìn thấy thằng đầu tiên này chưa? Đây có hai nhóm chức của CO này, thấy hai nhóm chức của CO chưa? Khi mà NaOH phản ứng vào ấy thì nó sẽ tách ở đây, tạo một muối này. Nó sẽ tách ở đây, đây là muối số 2 này, muối 1, đây là muối 2. Chất này được tích vào nó. Tiếp theo bạn nhìn này, là thằng này. Thằng này khi mà NaOH phản ứng vào ấy thì một cái thằng Na cộng này, nó sẽ hút cái thằng Cl trừ này, cái thằng Na cộng hút Cl trừ, làm cho nó có một muối NaCl. Sau đó cái phần này này, cái phần của axit này này, nó sẽ phản ứng tạo muối số 2. Đây các bạn có hai muối chưa? Ok chưa? Anh sẽ giảng như thế này nữa nhá. Chứ anh không giảng theo kiểu ngồi viết phương trình cụ thể cho bạn xem đâu. Thì bạn phải để ý cẩn thận thì bạn sẽ nhìn ra được thôi. Ở đây bạn thấy là cái thằng này thì sao? Thằng này thì nó là peptide, các bạn tách đây ra thì bạn thấy là gì ạ? Đây là hai cái gốc alpha amino acid giống nhau. Dẫn đến là gì ạ? Mặc dù nó có tạo hai muối, tuy nhiên hai muối này giống nhau mất rồi. Dẫn đến là gì ạ? Thực tế ra nó chỉ là một muối thôi, không được đâu nhá. Ở đây mình có là gì ạ? Thằng này nó tách ở đây ra thì phần đằng trước này nó cũng chỉ thu được một muối thôi. Cho nên đáp án anh của mình là đáp án A. 68, giọng hay mà. Ok. Trời má ơi. Câu hỏi số 68 là như vậy à. Các bạn hình dung chưa? Một câu này anh thấy ít, các bạn cảm giác ít khi xuất hiện, nhưng mà anh lại thấy nó có khả năng xuất hiện trong đề thi của bạn ấy. Những câu này là những câu rất là hay. Để ý. Nó không phải là những dạng quá khó thì mới hay đâu, nhưng mà con này được. Nhá. Yeah. Hiểu chưa? Câu hỏi số 69 nào, ở đây mình có là amon hỗn hợp gồm Cu và chất rắn X. Được chưa? Trong dung dịch H2SO4 đặc thì mình có là gì ạ? Sau phản ứng ở đây mình thu được cho các bạn thu được ở đây là 0,4 amon SCO2. Vậy thì chất rắn X ở đây là gì? Thì bạn hình dung là đây thu được SCO2 rồi đúng không ạ? Thì mình sẽ có số mol E bằng bao nhiêu? Số mol E này là số mol E nhận. Số mol E nhận thì bằng 2 lần số mol của SCO2, có nghĩa là bằng 0,8 nhân A. 0,8 nhân A, đó chính là số mol của E nhận. Rồi, vậy thì còn số mol E nhường thì bằng bao nhiêu? Số mol E nhường thì bằng bao nhiêu? Số mol E nhường ở đây mình có là amon hỗn hợp gồm Cu và gì nhỉ? Và chất rắn X đúng không ạ? Thì làm sao để các bạn có thể xác định được xem là cái thằng X của mình ở đây là gì? 0,8A. Mà ở đây mình có amon hỗn hợp Cu và chất rắn X nhé. Cái thằng Cu này, thì khi mà thằng Cu này thì nó sẽ nhường 2E. Nó sẽ nhường 2E. Nếu như cái thằng chất rắn này cũng nhường 2E đi thì bạn sẽ có số mol E nhận ấy. À, số mol E nhường sẽ là bằng 2A. 2A thì nó không thể bằng 0,8A rồi. Nó cực kỳ lớn rồi. Dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến cái thằng chất rắn X này nó không thể cho số mol E nhường được. Thằng X này nó không thể nhường E nhá. Không thể nhường E. Không thể nhường E.
Tại vì khi mà thằng này nhường e, thằng này cũng nhường e này, dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến là số môn e nhường rất là lớn. Số môn e nhường, nếu như thằng này nhường 1 e chẳng hạn, thằng này nhường 2 e chẳng hạn, thì số môn e nhường đâu đó nó sẽ rơi vào từ 1 đến 2. Các bạn hình dung không? 1 đến 2. Trong khi số môn e nhận của bạn chỉ có 0,8 thôi. Dẫn đến cái thằng chất rắn đánh cái này nó không thể nhường e. Nhớ. Vậy thì bạn hình dung này, nhìn đáp án là mình có thể xác định được ngay. Ví dụ ở đây mình có thể để ý nhá. Đây là sắt gì ạ? Sắt cộng 8 phần 3. Đây là sắt 0. Đây là sắt gì ạ? Đây là sắt 2. Những cái thằng C, D và A này, nó hoàn toàn có thể tăng số di hóa lên sắt 3. Khi mà nó tăng số di hóa ấy, thì chắc chắn nó sẽ nhường e. Các bạn hình dung ạ. Những cái thằng này này, A, C và D, số di hóa của nó đang dưới 3. Vậy thì sau khi phản ứng, nó hoàn toàn có thể là nhường electron. Khi mà nó nhường e ấy, thì số mol e nhường sẽ lớn, dẫn đến nó không thể bằng số mol e nhận được. Dẫn đến ở đây các bạn chỉ có thể chọn đáp án B thôi. Thằng này là mối sắt 3, nó không thể có quá trình nhường electron được. Hiểu không ạ? Đó, câu hỏi số 69 nhá. Một câu cũng hay đấy. Nhìn có vẻ đơn giản thôi nhưng mà hay à. Ok chưa? Anh hay live giờ nào? Thông thường thì sang tuần sau nhá. Sang tuần sau các bạn để ý lịch live tuần sau này sẽ là từ 20 giờ nhá. 20 giờ tối. 20 giờ vào buổi tối ha. Câu số 70 nào? 70 đấy các bạn có là gì? À, 70 nhìn nó dài nhưng mà thực ra nó lại dễ này. Ở đây mình có là gì? Thực ra các bạn cũng chẳng cần đọc hết đề đâu. Các bạn thấy là nhỏ mấy cái thằng giọt thằng này vào này, nhỏ mấy cái giọt thằng X này vào này, thì thấy trắng bạc không ạ? Đây, thấy xuất hiện trắng bạc này. Thì chắc chắn là gì ạ? Một thì nó có thể là glucose, fructose. Hai là chắc chắn là aldehyde. Được chưa ạ? Ba là một cái dạng nào đấy của cái thằng HCOR ấy. Được chưa? Đơn giản thôi. Đấy, những cái đề dài nhưng mà nó lại dễ nhỉ? Câu hỏi số 71 nào. Giờ mới có một câu nào đấy hỏi các bạn để các bạn có thể comment được. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tinh bột và senlu là đồng phân của nhau. Cái này sai rồi. Độ ngọt của xác lớn hơn độ ngọt của fruit, cái này cũng sai luôn. Thủy phân xác chỉ thu được là sai nhá. Ngoài glu ra thì nó còn fruit nữa. Trong môi trường kiềm, glu và fruit chuyển hóa lẫn nhau. Đáp án đúng của bạn là đáp án D. Ok chưa ạ? Chính xác rồi, đáp án D ha. Các bạn có follow kịp không? Câu hỏi số 72 nhá. Thuốc thử để mà nhận biết hai cái dung dịch này là gì? Thuốc thử, à đây câu này hỏi các bạn đi. Các bạn dùng cái thuốc thử gì để nhận biết hai dung dịch này? Đó là NaCO3 và Na2CO3. 72 anh thấy có chọn D này, có chọn B, có chọn A. Ôi giời ơi. Hoàng Minh chọn D, có bạn chọn B. Các bạn chọn gì? Giời má ơi. Sai hết cả lên. Không hiểu. Ở đây này, dành cho những bạn nào chọn D. Các bạn chọn NaOH, NaOH phản ứng với thằng này ra cái gì? NaOH phản ứng với thằng này ra cái gì? Nó có kết tủa không? Nó có khí không? Khi mà nó không kết tủa, không có khí, nó chẳng có hiện tượng gì để các bạn có thể nhận biết được nó cả. Chọn D chắc chắn sai, không thể chọn D được. Bạn nào chọn A hoặc là chọn B ấy, thì gọi là còn châm trước cho là các bạn còn có ý hiểu. Còn có ý hiểu. Tại vì ở đây các bạn thấy nhá, khi mà BA phản ứng này thì chắc chắn sẽ có một cái kết tủa, đó là BaCO3. Thằng này tương tự cũng vậy, cũng có BA, cũng có kết tủa BaCO3. Tuy nhiên đấy các bạn thấy này, với hỗn hợp của mình đó là NaHCO3 và Na2CO3 ấy, khi mà cho phản ứng với BaOH tất cả hai lần nhá, thì bạn hình dung là gì ạ? Thằng phía trên này cũng cho kết tủa BaCO3, thằng phía dưới này cũng cho kết tủa BaCO3, dẫn đến là hai kết tủa này đều giống nhau. Thì khi mà hai hiện tượng đều giống nhau thì mình cũng không thể phân biệt được, cho nên đáp án đúng của mình là đáp án A thôi. Thằng này này phản ứng với Na2CO3 thì có kết tủa, còn thằng này này thì không hề phản ứng với dung dịch NaCO3, thì mình hoàn toàn có thể nhận biết được. Không hiểu sao bạn chọn D. Hiểu không? Muốn nhận biết được nhá, thì mình phải có khí thoát ra hoặc có kết tủa. Đó, thì tối thiểu bạn phải chọn một trong hai đáp án là A hoặc là B. Tuy nhiên với đáp án B, bạn thấy là hai cái chất này đều phản ứng và đều tạo kết tủa, hiện tượng giống nhau rồi thì không thể nhận biết được. Trừ một đống đối thủ à. Ôi giời ơi, 72 câu đến đây thì bạn mới được 8 điểm thôi. Các bạn đang còn rất nhiều câu dài phía sau này nữa này. Câu hỏi số 73 nhá. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng này. Sau khi uống sữa đậu nành thì không nên ăn cam và quýt. Các bạn biết ý này không ạ? Sau khi uống sữa đậu nành không nên ăn cam và quýt, đúng hay sai?
Cái này đúng đấy bạn nhé. Tại vì sữa đậu nành ấy, thì trong này nó sẽ có protein này. Còn trong cam và quýt này thì thường nó sẽ có độ chua, nó có axit. Mà các bạn biết rồi, protein thì nó sẽ thủy phân trong môi trường axit, nó sẽ bị đông tụ ấy. Cho nên nó sẽ khi mà đông tụ thành kiểu đông tụ thành kết tủa ấy, nó không phải cái dạng kết tủa đâu, nhưng mà khi nó đông tụ thì sẽ rất khó để các bạn gọi là tiêu hóa. Ừ đúng không? Rất khó để tiêu hóa. Bao giờ anh về ăn Tết á? Anh còn lâu, năm nay anh sẽ live stream với bạn đến sát Tết luôn. Sát Tết luôn. Nhớ, đáp án B thì sao? Chất béo rắn thì dễ bị ôi thiêu hóa hơn, đó là chất béo lỏng. Cái này là sai nha. Cái chất béo lỏng mới là dễ bị thiêu hơn, dễ bị oxy hóa hơn chất béo rắn. Đốt tơ thiên nhiên thì có mùi khét như là đốt tóc. Cái này thì cũng là sai này. Tại vì cái này các bạn hình dung là nó sẽ còn tùy thuộc nữa cơ. Tại vì với tơ thiên nhiên ấy thì mình sẽ có các loại khác nhau. Ví dụ như các bạn có tơ tằm. Tơ tằm thì thành phần của nó sẽ có carbon, hydro, oxy và nitơ. Tơ tằm. Tuy nhiên thì với sợi bông chẳng hạn, sợi bông thì thành phần chính của nó thì lại là cellulose, có nghĩa nó chỉ có carbon, hydro và oxy thôi. Nó sẽ khác nhau do cái thằng nitơ này. Đó. Cái mùi khét đây là do cái thằng nitơ này các bạn. Mùi khét là do nitơ đấy. Trong các đám cháy bằng xăng thì dầu không thể dập tắt được bằng nước. Cái này là đúng rồi. Tại vì là các bạn hình dung nhá, xăng dầu nó nhẹ hơn nước. Khi mà các bạn đổ nước vào ấy, đơn giản là xăng dầu nó sẽ nổi lên trên mặt nước và nó hoàn toàn cháy như bình thường. Cho nên là mình không dùng nước để dập tắt cái đám cháy bằng xăng dầu đâu nhá. Tiếp theo là gì? Ăn đồ chua như là hành, muối, dưa chua giúp tiêu hóa tốt hơn. Chuẩn. Tại vì ở đây nó sẽ có một chút cái axit nhẹ nhẹ để cho giúp dễ dàng tiêu hóa hơn. Đáp án đúng của mình đây sẽ là đáp án A nhé. Mình có 3 phát biểu đúng. Ok chưa? Để sai. Tao ngu vãi. Trời ạ. Hoài Nam ơi. Tao ngu vãi ạ. Công nhận. Là đêm 30 luôn á. Là đêm 30 cho bạn ăn Tết à. Rồi, câu hỏi số 74 là một câu lý thuyết đếm cũng rất là hay, rất nhiều kiến thức nhá. Anh nghĩ sẽ khá là lạ, một số cái ý khá là lạ đối với các bạn. Thì mình xem những cái ý lạ lạ một chút thì mình sẽ làm quen hơn, mình sẽ tốt hơn ý. Chứ còn làm những cái nó lặp đi lặp lại nhiều thì cũng không vui đúng không ạ? Câu hỏi số... xem live xong bắn pháo hoa luôn á. Các bạn xem muốn xem bắn pháo hoa không? Tết năm nay anh live stream cho bạn xem bắn pháo hoa, cho anh bắn pháo hoa. Rất là hoành tráng luôn. Anh sẽ like cho bạn xem chỗ anh bắn pháo hoa như nào. Nhưng mà không biết mạng có đủ khỏe để vào xem hay không. Tại vì là mọi người đi xem bắn pháo hoa cực kỳ nhiều, và trong đấy mạng nó cực kỳ lag luôn. Anh không biết nữa. Để xem nhé, để thử. Câu hỏi số 74 nhé. Hỏi số 74 như sau này, mình có cũng là một câu về lý thuyết đếm thôi. Ở đây mình có phân hỗn hợp amorphous. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sai ngay từ ở đây này. Phân amorphous là một cái phân gọi là phân phức hợp. Phân phức hợp nhá, chứ không phải là phân hỗn hợp đâu. Phân phức hợp amorphous thì nó sẽ gồm thành phần chính là như thế này. Để bảo vệ sắt bằng cách tráng một lớp thiếc mỏng lên bề mặt sắt là phương pháp ăn mòn điện hóa. Thì bạn hình dung đây là sắt đúng không ạ? Thiếc là một cái dạng SN đấy ạ. Thì bạn hình dung là để bảo vệ sắt thì mình tráng lên bề mặt thiếc như thế này là phương pháp ăn mòn điện hóa là đúng hay sai? Sai rồi. Tại vì sao ạ? Các bạn hình dung là quá trình ăn mòn điện hóa ấy, thì thằng nào có tính khử mạnh hơn, thằng nào có tính khử mạnh hơn thì sao ạ? À, nói như này đi, thằng nào có tính khử yếu hơn thì thằng đấy sẽ được bảo vệ, đúng ạ? Mà ở đây người ta lại bảo vệ sắt, người ta lại bảo gì ạ? Người ta bảo là bảo vệ sắt, làm sao mà bảo vệ sắt được? Thằng nào có tính khử yếu hơn thì thằng đấy mới được bảo vệ, có nghĩa là SN mới là thằng được bảo vệ cơ, thì nó mới đúng là phương pháp điện hóa. Cho nên đây là không phải phương pháp điện hóa đâu, đây là phương pháp người ta gọi đơn giản nó là gì nhỉ? Phương pháp bảo vệ bề mặt, gọi là mình tráng lên bề mặt một cái lớp gì đó thôi, để ngăn cách thôi. Phát biểu này cũng là sai luôn nhá. Ý xe này, cho NaOH đến dư vào AlCl3, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Thì bạn nhìn giúp anh này, đây là mình có NaOH, để ý là NaOH dư nhá. Sau khi phản ứng với AlCl3 thì bạn thu được cái gì? Anh viết gộp luôn ha. Sau phản ứng thì đầu tiên nó tạo kết tủa, sau đó kết tủa hòa tan, dẫn đến mình sẽ có một cái muối, đó là muối NaAlO2. Mình có một cái muối nữa, đó là muối NaCl. Vậy thì ở đây mình đã có hai chất tan rồi, cộng thêm một cái thằng NaOH dư nữa, mình có ba chất tan. Này cũng sai luôn, ba chất tan cơ. Ý D là sao? Ở nhiệt độ cao, khí CO ở đây
oxy hóa là sai rồi, phải là khử. Được chưa? Ý E ở đây sao? Sử dụng HNO3 để phân biệt Fe3, O4 và Fe2O3. Các bạn biết ý E không ạ? Theo các bạn, ý E là đúng hay sai? Ý E là đúng hay sai? HNO3 phân biệt được Fe3, O4 và Fe2O3 có phân biệt được không ạ? E đúng, nhưng mà bạn nào giải thích được hiện tượng không? Miệng nói các bạn biết tại sao đúng không? Chắc chắn là đúng rồi, tại vì tối thiểu phải có một đáp án là đúng rồi, đúng không? Đây mình mấy các đáp án trên mình phân tích là sai hết rồi, chắc chắn phải có một tối thiểu một cái đúng ạ. À, hôm nào anh like chống sai ngu được không hả? À, thật ra chống sai ngu ấy thì toàn những bài tập cơ bản thôi. Lúc các bạn làm thì bạn sẽ thấy cảm giác là ừ, nó chẳng có gì cả, đơn giản vậy. Nhưng mà đi thi ấy thì các bạn mới sai, thì đó mới gọi là sai ngu các bạn. Cho nên thường lúc làm thì nó khó để các bạn có thể thấy nó các bạn sai được lắm. Học trong lúc học các bạn cũng chẳng mấy khi sai, nhưng mà đi thi các bạn mới sai thì mới gọi là sai ngu ấy. Thì lúc anh like sửa thì bạn sẽ cảm giác rất là nhàm chán, tại vì bài tập nó toàn là những câu dễ. Các bạn thử mà xem, những câu dễ mình nói sai ngu chứ đúng không ạ? Còn những câu khó là mình không biết làm, chứ không phải là sai ngu nữa rồi. Chính xác rồi, IE này rất đơn giản rồi nhá. Các bạn thấy này, cái thằng sắt này nó là sắt 3 này. Thì khi mà sắt đã nó là có số oxy hóa tối đa rồi ấy. Sắt nhá, nó có số oxy hóa tối đa, nó phản ứng với HNO3 thì nó không xảy ra quá trình oxy hóa khử. Không có quá trình oxy hóa khử, có nghĩa là không có sản phẩm khử. Nó không có khí cái kiếc gì ở đây cả. Còn thằng này nó là cộng 8/3, số oxy hóa của nó chưa tối đa, nó có thoát ra sản phẩm khử. Nó có thoát ra sản phẩm khử, nó sẽ là một cái khí bất kỳ nào đấy và các bạn hoàn toàn có thể nhận biết được nó ha. Chính xác rồi, các bạn comment khá là chính xác rồi ạ. Nhận biết được sản phẩm khử nhá. Ok, đó câu hỏi số 74 mình được đến đây mình được 8,5 điểm rồi đúng không ạ? Thì anh sẽ sửa cho bạn một số câu này nữa như sau này. Một câu phèn chua này, một câu khá là thú vị bạn này. Phèn chua bạn. Phèn chua. Phèn chua, nhưng mà câu này anh cho bạn là tự làm đi. Anh sẽ sửa cho bạn những câu này, những cái dạng này anh thấy hay hơn. Nhưng mà câu này rất lạ nha, câu này độc lạ luôn ấy. Độc lạ Bình Dương ấy. Độc lạ Bình Dương, lát anh sẽ đăng lên cho bạn một cái file có đáp án để Dương kia giải kiểu gì. Câu số 75. Bây giờ anh sẽ giải cho bạn một số câu phía sau nhé, bạn thấy chưa? 5 câu phía sau cực kỳ khó, toàn câu vận dụng cao thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Ô, bị lag à? Lag à các bạn? Alo, các bạn đang, các bạn khác đang xem live stream, bạn có thấy bị lag hay là vấn đề gì không? Các bạn có thể comment giúp anh với. Không, anh hết rồi. Ok, tốt. Rồi, ở đây anh sẽ giải cho bạn là các bạn hay gặp muối amino, muối của amino này không ạ? Thật ra nhé, cái dạng bài toán này thì anh hay gọi đó là bài toán biện luận công thức hợp chất carbon, hydro, oxy và nitơ. Tại vì sao ạ? Tại vì nó không chỉ có muối amoni thôi. Ví dụ ở đây là muối amoni này. Tuy nhiên sẽ có một số công thức hợp chất carbon, hydro, oxy, nitơ. Các bạn thấy đây là peptide mà. Làm gì phải muối amoni đâu mà đi biện luận muối amoni, đúng không ạ? Cho nên thường anh sẽ gọi là dạng này sẽ là, đấy, gọi chung nhất thì nó sẽ là một cái dạng về biện luận công thức hợp chất carbon, hydro, oxy và nitơ. Anh dừng like hả? Ờ, thế à? Ok, câu hỏi số 76 thì nó cái khó bạn ấy, đó là phải đi xác định công thức của các chất ở đây thôi. Còn khi bạn xác định công thức xong rồi thì bài tập nó, anh nghĩ nó dễ hơn rất nhiều. Vậy thì những câu này các bạn để ý giúp anh như sau nhé. Những dạng này thì anh cá nhân anh thấy bạn nào mà muốn khoảng tầm từ 8 đến 9 thì bạn bắt buộc phải học dạng này này. Tại vì anh thấy nó không quá để mà khó đâu ấy. Nhìn nhá. Mình thấy này, ở đây mình có một cái chất X đó là gì ạ? Các bạn nhìn để ý cái thằng oxy và nitơ thôi. Có 4 oxy, có 2 nitơ. Người ta bảo là muối amoni của axit carboxylic đa chức thì chắc chắn ở đây nó là 2 chức rồi. Đa nhưng mà phải là 2, rõ ràng luôn. Ok chưa? Chất Y ở đây các bạn có là gì ạ? Nó là một cái hexapeptide. Hexapeptide có nghĩa là nó có gì nhỉ? Hexapeptide có nghĩa là nó có 6 gốc alpha amino acid. Nó có 6 gốc đúng không ạ? Chuẩn chưa? Nó có 6 gốc. Và nó được tạo bởi một amino acid. Các bạn để ý giúp anh nhé. Ở đây là O7N6. O7N6 ở đây có là hexapeptide. Thì chứng tỏ cái amino acid này ấy, nó sẽ là những cái dạng amino acid. Nó giống glycine này, nó giống valin và nó giống alanin ấy. Có nghĩa là cái dạng mà nó có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Hình dung ạ. Chứ không rơi vào cái trường hợp lysine hay là acid glutamic đâu. Hình dung nhá. Cái peptide này này, nó được cấu tạo bởi những cái gốc alpha amino acid. Nó giống glycine hoặc là ala hoặc là valine ấy.
Rồi, vậy thì đây mình có những cái gì? Đầu tiên mình có là tầm số mol của nó bằng 0,1. Vậy thì bạn đặt luôn đi. Đặt số mol thằng này bằng A, số mol thằng này bằng B. Thì bạn sẽ có ngay phương trình đầu tiên cho anh, đó là A cộng B bằng bao nhiêu? 0,1. Tiếp theo này, mình thấy là thằng này phản ứng tối đa với NaOH là 0,32. Thì thằng này hai chức nhá, các bạn hình dung hai chức ấy, nó phản ứng với NaOH tỷ lệ bao nhiêu ạ? 2A chưa? Thằng này là hexapeptide, nó 6 gốc. 6 gốc thì phản ứng với NaOH 6 luôn. 6B chưa? Thì sẽ bằng 0,32. Giả hệ đi các bạn ơi. Giả hệ đi các bạn xem bằng bao nhiêu nào. Nhầm được không? À thôi, bạn mình tính đi. Thật ra nhầm thì cũng không có gì khó đâu. Các bạn lấy phương trình dưới trừ phương trình trên thì bạn sẽ ra thôi mà. Nhưng thôi bấm máy tính cho chắc ăn nhá. 0,07. Và B ở đây các bạn sẽ có là bằng 0,03. Số mol hai chất các bạn có rồi. Chuẩn chưa? Khóa vận dụng cao sao anh ở. Các bạn đăng ký khóa vận dụng cao và khóa cơ bản trong ngày hôm nay thì bạn sẽ được ưu đãi à? Các bạn sẽ được ưu đãi hết đấy. Trong ngày hôm nay thôi. Xong tuần thì bắt đầu học rồi. Và khóa vận dụng cao thì thường anh thấy, khóa vận dụng cao anh thấy các bạn đăng ký cũng nhiều. Khóa cơ bản thì anh thấy là nhiều bạn quan tâm, nhưng mà thành ra học phí thì các bạn thấy hơi mắc hay sao ấy. Còn những bạn học vận dụng cao thì anh thấy các bạn cũng khá đầu tư cho việc học, cho nên là các bạn đăng ký nhiều và cũng chẳng thấy vấn đề gì về vấn đề học phí cả. Rồi quay lại sửa bài tập nhé. A như thế này rồi, B như thế này rồi, là số mol của hai chất. Thì bạn nhìn cho anh như sau này. Sau khi phản ứng thì đây mình thu được là metinamin. Biết tại sao thu được metinamin không ạ? Rồi là do thằng này này. Do thằng này. Và dung dịch chỉ chứa ở đây là 31,32 gram hỗn hợp muối. Vậy thì giá trị của E ở đây lần lượt là gì? Thì bạn để cho anh như sau. Ở đây muốn thu được metinamin ấy, mà đây là muối của amoni. Thằng này nhá, ở trên kênh của anh ấy, ngày trước ấy, cách đây lâu lắm rồi, anh đã làm được cái dạng này rồi. Các bạn có thể là lên xem lại, hoặc các bạn có thể vào group ở trên phở bò ấy. Anh cũng có chia dạng, có nghĩa là khi mà các bạn gặp 4 oxy và 2 nitơ thì bạn sẽ phân dạng như thế nào. Anh cũng có viết một số trường hợp, các bạn có thể học theo. Tại vì 4 oxy và 2 nitơ ấy thì đơn giản lắm, nó rơi vào dạng này này. Đây là R nhá. Đây là NH3. Đây là R phẩy. Đây là NH3 R2 phẩy. Nó còn một số dạng khác nữa, tuy nhiên bài này nó sẽ rơi vào dạng này. Tại vì sao? Nó muốn thu được metinamin đúng không ạ? Thì mình sẽ suy ra công thức như sau. Mình sẽ có đây là COO. Đây mình chưa biết, mình cứ đặt cho anh là R đi. Đây là COO. Muốn thu được metinamin thì ở đây sẽ là NH3CH3 thôi. Đây cũng là NH3 và CH3 thôi. Đó chính là metinamin của bạn. Vậy thì bạn hình dung bây giờ cho anh này. Muối của mình sẽ là gì? Muối ở đây sẽ là bằng 31,32 gram hỗn hợp muối đúng không ạ? Thì muối ở đây nó sẽ gồm muối của R, CO, Na tất cả hai lần nhá. Đúng ạ, cái muối này này. Và nó còn cái muối gì nữa ạ? Nó còn một cái muối nữa các bạn. Còn một cái muối nữa đó chính là gì ạ? Muối của amino acid. Mà amino acid thì nó sẽ có dạng như thế này. NH2, R, R khác đi nhá. Cái này R1 đi ạ. Này R2 đi ạ. CO, Na. Đây là hai muối của bạn. Vậy thì bây giờ bạn có là gì ạ? Số mol thằng này các bạn có 0,07 rồi. Số mol thằng này bạn có bằng bao nhiêu? Cái thằng peptide ấy, cái thằng peptide các bạn tính ra là bằng 0,06, tuy nhiên trong này nó có 6 gốc. À 0,03, trong này nó có 6 gốc thì bạn phải nhân 6 lên. Vậy thì ở đây sẽ là bằng 0,18 mol nhá. Ok chưa? 0,18 mol. Vậy thì bây giờ rất đơn giản thôi, mình sẽ suy ra cho anh này. Mình đi rút gọn thôi. Mình tính xem 0,07 nhân R1 cộng với 0,18 nhân R2 sẽ bằng bao nhiêu. Tính xem ạ. 31,32 nhá. 31,32 các bạn trừ đi giúp anh 0,07 nhân 2 nhân với 44 natri 23 trừ 0,18 nhân với 16 cộng 44 cộng natri 23. Ở đây các bạn còn lại 7 gam. Còn lại 7. Dẫn đến là gì ạ? Có nghĩa là 7 nhân với R1 cộng với 18 nhân R2 thì bạn sẽ được 700. Và bây giờ nhiệm vụ của bạn ấy sẽ phải đi xác định cái R1 và R2 này. R1 và R2 này thì nó sẽ là các gốc hydrocarbon thôi. Nó cũng có thể là hero cũng được. Đấy, thì mình thử xác định xem. À không, nó không là hero đâu. Tại vì ở đây nó là ở giữa này. Nó sẽ là ở giữa cái liên kết của COO này. Thì nó không là hero được. Nó phải là gốc hydrocarbon. Thì mình thử nhá. Này mình chỉ có thể thử thôi. Như sau này các bạn lấy 700, các bạn trừ đi 7 nhân với R1. Giả sử R1 của đây ấy, R1 ở đây này, anh giả sử đó là CH2 đi, thì nó sẽ có phân tử khối là 14 chưa. Sau đó anh chia cho 18. Có số lẻ rồi, bỏ qua. Được chưa? Vậy thì R1 không phải là CH2 thì anh có thể thử là gì ạ? Có thể thử là hai nhóm CH2. Hai nhóm CH2 nhá. Thì bạn lấy là 700, các bạn trừ đi là gì ạ? 7 nhân với hai nhóm CH2 là 14 nhân 2 đúng không ạ? Sau đó chia cho 18. Ok, ở đây bạn thấy số đẹp. Khi bạn thấy số đẹp thì ở đây các bạn sẽ thấy là thằng này nó chính là gì nhỉ? Hai nhóm CH2 đúng không ạ? Hai nhóm CH2.
Còn R2 đây các bạn thấy là bằng 28 đúng không ạ? 28 thì nó cũng là hai nhóm CH2 thôi. Tuy nhiên như sau này, muốn tạo ra peptide thì ở đây mình phải là amino acid, nó phải là alpha amino acid ấy. Thì thằng này các bạn phải viết cho nó đúng công thức nhá. Alpha amino acid thì bạn phải viết nó có nhánh như thế này. Đó, chứ mình không thể là hai nhóm CH2 như thế này đâu. Bạn thử cộng mà xem nhá. Ở đây mình có là 13 cộng với 15 có đúng bằng 28 chứ ạ? Chuẩn chưa? Đó, dựa này bạn sẽ xác định được công thức của nó thôi. Thì khi xác định công thức rồi thì mình xong mất rồi nhỉ. Mình xong rồi đấy ạ. Bạn xác định công thức chưa? Khi xác định công thức rồi thì bạn sẽ suy ra giúp anh nhá, thằng X ở đây sẽ là gì ạ? Nó là CH2 tất cả hai lần. COO NH3CH3. Biết rõ bạn xem nhá, COO NH3CH3, thằng này có dạng đối xứng các bạn này. Đấy, bạn thấy là cái phần phía dưới nó giống hệt phần phía trên. Còn cái thằng Y này của bạn là gì? Ở đây ấy, cái gốc R2 của bạn này, nó chính là thằng này. Thì đó chính là gì các bạn? Đó chính là alanine. Có phải là ala tất cả 6 lần đúng không ạ? Đây chính là công thức của Y không ạ? Đây chính là công thức của Y không? Đó. Đó, cách giải câu này. Nhìn thì viết dài thôi các bạn. Ở đây đang phân tích cái đoạn này này, cái đoạn giữa này, thì phân tích để cho bạn hình dung mạch của nó thôi. Chứ còn thực tế ra làm đoạn này này. Đấy, cách bạn làm thì chỉ cần như thế này thôi là bạn đã làm ra cái câu này rồi. Rồi tính số mol luôn nhá. Tính số mol luôn nhá. À, số mol có rồi, bây giờ mình tính phần trăm đúng không ạ? Để yêu cầu bạn tính phần trăm. 0,07 các bạn nhân với bao nhiêu nhỉ? 0 với 14 nhân 2 cộng với 2 nhân với này, 44 cộng 10 7 cộng với 15. Đóng ngoặc sẽ là bằng bao nhiêu? 12,6 chia cho answer cộng với 0,03. Các bạn để ý này, thằng này thì là bằng 0,07, thằng này bằng 0,03 nhé. Đừng có nhầm 0,18 ở đây nhé. Đến lúc ấy, dở hết đi đấy. Làm gần xong rồi đến lúc lại sai. Trừ đi 5 nhân với 18, đóng ngoặc. Thì ở đây các bạn có 48 phải bao nhiêu đấy? 48 phải bao nhiêu? Mình làm tròn 49 đi ạ. Đáp án C ha? 76 đáp án C. Hiểu đúng không ạ? Câu này một câu anh nghĩ là các bạn nên học. Và anh cũng sẽ giảng kỹ câu này cho bạn nhé. Nếu bạn nào chưa hiểu thì comment ở đây, anh sẽ giảng kỹ cho bạn câu này. Mình có tổng số mol này, mình có số mol NaOH phản ứng này, thì mình tính ra số mol các chất. Khi có số mol các chất rồi mình dựa vào đây này, nó thoát ra khí là metinamin. Nó là gì ạ? Nó là muối của amoni đa trước. Cho nên anh sẽ xác định là gì ạ? Công thức của nó sẽ có dạng như thế này. Đó, sau đó mình đi xác định muối. Khối lượng muối có rồi. Muối ở đây sẽ là hai muối. Một là muối của gì ạ? Muối đa trước, được chưa? Và một cái muối nữa là một muối của amino acid. Ok chưa? Dựa vào đấy thì bạn sẽ tìm ra một cái thường ấy. Trong hóa này thì bạn sẽ hay có cái dạng này lắm này. Các bạn sẽ hay đi biện luận những cái công thức như thế này. Có nghĩa là mình sẽ có hai ẩn. Và hai ẩn này chắc chắn là các giá trị nguyên, các gốc hydrocarbon hay gặp rồi. Thì mình sẽ phải cố gắng làm sao tìm ra cặp R1 và R2 này, thỏa mãn cái bài toán. Rất hay như thế này nha. Muối amoni. Đây là bài toán về công thức hợp chất carbon hydroxy nitơ. Nó có cả peptide chứ không chỉ mình muối amoni đâu. Muối amoni thì nó chỉ là cái X thôi. Còn thằng Y này là peptide mà các bạn. Đó, nói chính xác hơn, nói đủ hơn ấy, thì nó phải carbon hydroxy và nitơ nhá. Thật ra câu này ấy, đoạn này, đây là câu đang câu thứ 5 rồi, nó đâu đó khoảng tầm, anh nghĩ nó dưới điểm 9, nó chưa đến điểm 9 đâu các bạn. Tại vì mình nhớ không, chắc các bạn vào sau, lúc nãy mình làm câu khoảng tầm câu 20 đã có một câu vận dụng cao rồi. Đó, một câu điểm 9 rồi ấy. Có nghĩa là điểm 9 cái đề này nó hơi giải rác toàn bộ cái đề. Đấy nhá. Dạng này cũng không khó đâu. Dạng này dành cho những bạn nào học vận dụng cao với anh ấy, thì sau này anh cũng sẽ dạy cho bạn cái dạng này về vận dụng cao nhá, chuyên đề vận dụng cao, nên là các bạn nào quan tâm thì bạn có thể vào đây. Đó. Tiếp theo, một cái ester. Đây, bạn nào trông chờ ester nào, em sẽ giải ester cho bạn xem à. Các bạn nào trông chờ ester không ạ? Mình sẽ xử lý cái ester này như thế nào. Hóa học lý thuyết là 8,5 rồi, kinh quá. Sao các bạn đang thắc mắc chỗ nào để anh giải thích nhỉ? Các bạn thắc mắc các bạn phải hỏi thắc mắc chỗ nào ấy. Chứ còn các bạn chỉ nói thắc mắc thôi thì anh hơi khó để giải thích cho bạn nha. Cùng thắc mắc cái gì?
À, sao ra 7 được vậy anh á hả? Đâu nhỉ? Đây đây đây. Bạn hình dung nhá. Nhìn này. Thì có phải nhá, các bạn cộng hết khối lượng ở đây, cộng hết khối lượng ở đây thì bằng 31,32 không? Vậy thì bây giờ anh sẽ lấy như thế này này, anh lấy 0,07 anh nhân R1, anh lấy 0,18 anh nhân với R2. Thì anh sẽ lấy cái khối lượng này này, anh trừ đi phần còn lại. Phần còn lại là gì? Anh trừ đi phần này này, anh trừ đi phần này, anh trừ đi phần này. Bấm máy tính lại cho bạn xem nhá. Lấy 31,32 các bạn trừ đi 0,07 nhân với bao nhiêu ạ? Ở đây là gì ạ? 2 nhân với nhân với nhân 2 luôn đi nhá. Nhân với mở ngoặc này, 44 cộng nát chia 23 này, chuẩn chưa? Sau đó anh trừ đi 0,18 này nhân với bao nhiêu ạ? Cái gốc này là 16 này, cộng với 44 cộng nát chia 23 chưa? Đây, 7 ngay. Rõ chưa? Đấy, giải thích đoạn này nhá, để cho bạn nào có thể dành thời gian xem lại các thứ live stream, các thứ các bạn có thể dễ hiểu hơn ha. Ok. Hỏi đến với câu hỏi Esther nào bạn ơi. Cái sau thì làm nhân 102 vế để mình đưa về số nguyên. Các bạn phải đưa về số nguyên thì dễ dàng tính hơn, dễ dàng xác định hơn. Còn 77 nhá. Em phải quay màn hình lại luôn đây. Đừng quay màn hình. Anh có, các bạn yên tâm. Thực ra thi thoảng ấy, TikTok thì đôi khi nó hơi đôi thoảng khi khoảng nó hay bị lỗi ấy, cho nên anh không có thể là lưu lại live stream được. Nhưng mà hôm nào lưu được live stream được thì anh sẽ up lên cho bạn xem luôn. Nên không phải lo đâu. Câu này anh xài phương pháp nào hả? Câu này thì anh chẳng cần phải phương pháp nào, chẳng cần dồn chất hay là cái gì, anh dùng truyền thống thôi, cứ thế mà xử lý thôi. Đọc đến đâu xử lý đến đấy, thế là xong. Bạn xem nhá. Chẳng cần dồn chất hay là đồng đẳng hóa gì đâu cho nó mất công câu này. Câu này bạn nhìn như sau. Bạn nhìn nhá, ở đây mình có là axit carboxylic đơn chức, mình có một cái ancol Y là đa chức, Z là cái sản phẩm của phản ứng ester hóa ở đây. Các bạn có một điều kiện đó là cái thằng ester này có phân tử khối bé hơn 200. Rồi ở đây mình có là 0,2 mol E tác dụng ở đây với bao nhiêu ạ? 0,11 mol NaOH. Sau phản ứng các bạn thu được cô cạn dung dịch thì bạn thu được chất rắn đúng không ạ? Chất rắn. Ở đấy đây là phản ứng vừa đủ ha. Phản ứng vừa đủ. Ở đây các bạn có ancol này. Các bạn có ancol chưa? Các bạn thấy ancol chưa? Rồi, ancol ở đây thì người ta bảo là gì? Ancol khi phản ứng với NaOH thì bạn thu được khí 5,376 chia 22,4. Số mol khí bạn là bằng 0,24. Số mol khí bằng 0,24. Đun F. À, thực tế ra nhé, khi bạn gặp những cái này này. Kinh quá, con này không khó lắm à. Con này dễ, con này không khó đâu. Nhưng mà bạn nào có kiến thức thì bạn mới xử lý được này. Như sau nhá, ở đây mình có là số mol hydro ở đây là bằng 0,24 rồi nhá. Thì bạn sẽ có cái gì? Ancol phản ứng với hydro ấy, thì mình có này, số mol H, đây nháp đây luôn đi. Số mol H2 là bằng 0,24. Khối lượng ancol các bạn có rồi, các bạn thử đi ạ. 14,72 khi bạn chia cho 0,24 thì đấy các bạn được 184 phần, các bạn sẽ thấy nhá, khi bạn chia ra thì bạn được một con số là 184 phần 3. Bạn nào làm quen rồi thì bạn tinh ý, bạn sẽ thấy là 184 phần 3 nó chính là 92 nhân 2 trên cho 3. Mà 92 này là gì ạ? Đó chính là glycerol các bạn. Y ở đây chính là glycerol C3H5OH tất cả 3 lần. Đấy các bạn thấy xử lý đơn giản vậy thôi ạ. Đó. Làm quen rồi các bạn mới biết được 184 thì tách ra là 92 nhân 2. Biết tại sao nhân 2 không ạ? Tại vì nó có một cái quá trình bảo toàn E ấy, thì sẵn nhân 2 chia 3. Rồi, khi mà bạn có ancol rồi, ok mình để đấy. Mình tiếp tục này, F tác dụng với NaOH dư và CaO, đây là một trong những phản ứng cực kỳ quan trọng. Bài toán ester anh thấy hay gặp này, đó là phản ứng vôi tôi. Phản ứng vôi tôi. Sau khi phản ứng vôi tôi thì bạn thu được một hydrocarbon T có khối lượng ở đây là bằng 3,08 gram. Oh fuck. Sao lại giọng anh nghe giống như cũ em? Cái đứa này. Ban luôn bây giờ. Vớ vẩn hết sức. Sợ thật. Bạn hình dung nhá, quay lại này, ở đây mình có một cái chất rắn F này nhá, chắc chắn rồi, ở đây mình thấy là có một axit thôi, cho nên chất rắn F ở đây chắc chắn là cái muối đấy rồi. F ở đây chính xác đó là một cái muối, nó có dạng là RCONa được chưa? Phản ứng vôi tôi thì bạn hình dung là CaO xúc tác nào hát các thứ đi. Sau phản ứng thì mình sẽ thu được đó là RH. Thì bạn để ý giúp anh nhá. Thì ở đây mình có cái gì? Mình có là số mol của NaOH phản ứng ở đây là 0,11 chứ ạ, 0,11. Dẫn đến là số mol của thằng RH này cũng là 0,11. Nó đều là gốc R cả, đều là 0,11. Vậy thì mình có là gì ạ? Tổng khối lượng của nó này 3,08, mình chia cho 0,11
Thì đây các bạn được là bằng 28, chính là phân từ khối nhá, m lớn nhá, m lớn. Từ đây mình suy ra 28 là gì ạ? 28 chính là C2H4. Ok chưa? C8 chính là C2H4. Vậy thì gốc R của mình ở đây chính là gốc gì ạ? Cái gốc vinin ấy các bạn. CH2 nối đôi CH ấy ạ. Đây chính là cái gốc R của bạn. Đây chính là gốc R. Ô, mình xử lý rất là nhanh nha. Con này xử lý rất nhanh, các bạn xử lý ancol xong này, các bạn xử lý gốc axit xong này. Thì gần xong rồi các bạn. Gần xong rồi như sau này. Nhìn giúp anh. Ở đây nhá, hỗn hợp E ban đầu mình có là gì ạ? Mình có axit. Axit thì chắc chắn nó là axit này rồi bạn ha. CH2 nối đôi CH và đây là COH. Axit rồi. Tiếp theo là ancol. Ancol mình vừa xác định ra đó là glycerol rồi, C3H5OH tất cả 3 lần. Và còn lại ở đây đó là cái thằng este này. Thì bạn hình dung este ấy. Este ấy, thì bạn hình dung là este nó không phải lúc nào nó cũng ba chức đâu bạn nhá. Khi phản ứng este hóa này nó có thể một chức, nó có thể hai chức và nó có thể ba chức. Vậy thì ở đây mình phải xác định làm sao này? Người ta cho bạn một cái điều kiện đó là nhỏ hơn 200, nhỏ hơn 200. Để anh nháp bên ngoài đi, nhỏ hơn 200 thì bạn có một điều kiện gì nhỉ? Thôi nháp bên cạnh ha. Nháp bên cạnh này nhá. Thì đây nhỏ hơn 300 thì bạn hình dung là gốc của mình nhá. Đây là CH2 CH. Mình cứ thử thôi các bạn. Nếu mà ở đây nó có một nhóm CH rồi, CH2 CH đi. Đây. Đây anh giả sử nó có hai gốc đi, xem nó như thế nào nhá. Mình xét cái trường hợp ở giữa trước. Nó có hai gốc trước, xem nó như thế nào. OH. Ở đây bạn thấy là anh đang xét este này có hai chức, thì mình thử tính phân từ khối xem nhá. Ở đây mình thấy là có bao nhiêu nhỉ? 27 à? 27 cộng 44 nhân 2 cộng với 14 cộng 13 cộng 14 cộng 17. Các bạn thấy bằng 200 chưa? Khi mà este hai chức nó rơi vào bằng 200, mà người ta yêu cầu đây là gì ạ? Z nhỏ hơn 200. Dẫn đến là gì ạ? Chắc chắn nó không thể là este hai chức được rồi, mà nó chỉ có thể là một chức thôi các bạn. Một chức thôi. Cho nên este của mình ở đây sẽ là CH2 nối đôi CH COO. Và đây mình có là CH2 CH như thế này này. Đây OH các bạn nhé. Nó chỉ mới este hóa một chức thôi. Đó, còn khi mà nó hai chức thì nó không thỏa mãn cái điều kiện phân tử khối của đề bài rồi. Bạn hình dung không? Đấy, vậy thì các bạn đã xong rồi đấy ạ. Đấy, một bước là bạn xác định ancol, một bước các bạn xác định gốc axit, một bước là bạn đi biện luận công thức của các chất. Rồi bây giờ mình sẽ làm sao để tính số mol ạ? Làm sao để mình tính số mol được bạn? Tính số mol thì anh nghĩ nó cũng không khó lắm đâu. Các bạn nhìn giúp anh như sau nhá. Nhìn giúp anh này. Đầu tiên thì bạn có số mol của gì rồi nhỉ? Các bạn có tổng số mol của nó bằng 0,2 rồi. Vậy thì ở đây giả sử ABC đi. A cộng B cộng C là bằng 0,2 được chưa ạ? Tiếp theo bạn có tổng số mol của axit muối này bằng 0,11, có nghĩa là A cộng với C. A cộng với C thì bằng 0,11. Dẫn đến B bằng cái gì ạ? B bằng 0,2 trừ đi 0,11, có nghĩa B ở đây bằng 0,09 nhá. B bằng 0,09 nhá. Khi mà thằng này bằng 0,09 rồi, mình nhìn glycerol đi. Glycerol ở đâu? Glycerol khối lượng là bằng 14,72 đúng không ạ? 14,72 mình chia 92. Các bạn có số mol glycerol bằng 0,16. Chính là số mol glycerol đây này. Và cái phần ở đây này. Tại vì thằng này cũng tạo glycerol mà các bạn. Các bạn trừ đi 0,09 thì ở đây mình còn 0,07. Đơn giản thôi. Có số mol các bạn đi tính phân tử khối ạ. Đấy, một câu este. Nó như thế đấy. Các bạn xem qua có hiểu không? Và không hiểu thì bạn cần anh giảng lại chỗ nào. Ok, hello, bạn đang xem live stream à? Các bạn đang xem live stream, nếu mà thấy hay thì có thể thả tim như xem live stream giúp anh nhé. Và nói luôn một chút, đó là trong ngày chủ nhật này thì anh có giảm giá cho các khóa học bên anh ấy. Xong tuần bắt đầu học rồi, cho nên là đặc biệt là cái khóa cơ bản. Khóa cơ bản anh thấy các bạn quan tâm nhiều, nhưng mà các bạn lại đăng ký cũng, anh thấy các bạn cũng đang băn khoăn về vấn đề học phí. Cho nên là bạn nào mà muốn học khóa cơ bản ấy, mà đang lăn tăn về vấn đề học phí ấy, thì anh sẽ giảm cho ngày hôm nay. Giảm cho các bạn cũng khá là sâu ấy. ABC là gì hả? ABC thì lần lượt sẽ là thằng này này. A, B và C. Ok nhá. Thông báo một chút thì thoảng cho anh PR tí. Ok không ạ? Câu hỏi số 78. Ôi, câu 78 này thì quá dễ. 78 này không gì hết. 18 này hôm anh sửa cho bạn mấy câu kim loại như anh cũng nói rồi bị sao. Hình như vậy.
như sau bạn nhé. Nhìn này, mình có một hỗn hợp kim loại này, cho phản ứng oxy thì bạn thu được là 20 gram Y. Sau đó các bạn cho cái thằng Y này vào hai axit. Đó, các bạn thu được khí, các bạn thu được muối. Các bạn nhìn giúp anh này, mình có là kim loại cộng với oxy thì thu được Y đúng không ạ? Sau đó Y cho nó phản ứng với axit gồm HCl, H2SCO4. Sau phản ứng các bạn thu được cái gì? Muối này, H2 này, và chắc chắn là có nước nhá, chắc chắn là có H2O rồi. Có giảm vận dụng cao không anh hả? Nếu mà thực sự các bạn muốn học thì anh cũng sẽ giảm cho bạn được một chút đấy. 100-200k thì đấy, 120k nghe được một chút thôi đấy. Nhưng mà thực tế ra nếu bạn chia ra bạn thấy khoa học bên anh nó chỉ có học phí mỗi tháng thì cũng chỉ có tầm 200, hơn 200 nghìn thôi mà. Gần như giảm cho bạn một tháng rồi đấy. Nhưng mà trong hôm nay thôi à, bạn nào cần thì có thể inbox cho anh. Câu hỏi số 78 này, mình thấy cái phản ứng như thế này. Đây mình có 20g này, đây mình có 1m này, mình có 0.5m. Rõ ràng là mình chưa có số mol thì bạn cứ đặt đây là A nhá. Tuy nhiên để ý này, 1m và 0.5m thì nó tỷ lệ đấy ạ. 1m số mol là A, thì 0.5m số mol sẽ là gì ạ? 0.5 nhân A nhá. Đó. Muối ở đây thì mình có là bao nhiêu? 48.6 rồi. Hydro ở đây các bạn có 0.1 rồi. Thì làm sao? Con này sẽ làm như thế nào? Anh có dạy hóa 11, anh có nhá. Hóa 11 thì phải qua Tết các bạn. Qua Tết thì anh sẽ có một vài buổi live stream hóa 11 cho bạn xem. Câu hỏi số 78 thì bạn tập trung giúp anh như sau này. Các bạn nhìn phương trình này này. Vô cơ thì rất hay xử lý sử dụng những cái phương pháp bảo toàn thôi. Vậy thì ở đây đầu tiên ấy, mình sẽ đi bảo toàn cho anh, đó là bảo toàn hydro các bạn. Ở đây bạn thấy là trong này mình có A mol hydro rồi, 0.5 nhân 2. Vậy thì tổng số mol hydro trước phản ứng ở đây các bạn có là 2A chưa? Vậy thì số mol nước ở đây bằng bao nhiêu ạ? Các bạn sẽ lấy 2A trước phản ứng này, các bạn trừ đi là gì ạ? 0.1 nhân 2 là bằng 0.2 đấy ạ. Sau đó chia 2, đây chính là số mol nước của các bạn. Ok chưa? Khi mà bảo toàn hydro các bạn có nước rồi thì mình sẽ đi cho anh một phát, đó là bảo toàn khối lượng. Suy ra ngay giá trị của A. Bảo toàn khối lượng anh không viết nữa nhá. Đây mình lấy khối lượng của X này, à của Y này, mình cộng với 36.5 X cộng với gì? 98 nhân với 0.5 X sẽ là bằng 48.6 cộng 0.1 nhân 2 cộng với 2X trừ đi 0.2 trên 2 nhân 18 đi. Các bạn ra ngay giá trị của A ở đây sẽ bằng 0.4 mol. Rồi, để yêu cầu bạn tính cái gì? Để yêu cầu các bạn tính cái gì nhỉ? Tính khối lượng kim loại ban đầu thì bạn hình dung này, ở đây mình có 20 gram rồi đúng không ạ? Muốn tính khối lượng kim loại ban đầu ấy, tính cái này này, thì bạn phải lấy khối lượng 20 gram này, các bạn trừ đi là gì ạ? Khối lượng của oxy. Chuẩn chưa? Mình sẽ đi bảo toàn khối lượng của thằng này. Mình lấy 20 gram mình trừ đi khối lượng oxy thì mình ra kim loại. Vậy thì oxy ở đây bằng cái gì? Oxy ở đây bằng cái gì? Thực ra nhá, số mol trong cái hỗn hợp sau phản ứng này nó gồm oxy ấy, 20 gram nó sẽ là bằng m của kim loại cộng với m oxy được chưa? Số mol oxy ở đây các bạn biết bằng cái gì không ạ? Mol oxy ở đây này, nó chính là bằng số mol nước các bạn. Tại vì trong này nó có oxy cho nên dẫn đến thằng này mới thoát ra nước nhá. Nó mới thoát ra nước. Cho nên là số mol của oxy chính là bằng số mol nước. A bằng 0.4 các bạn thay vào, 0.4 nhân 2 0.8 trừ đi 2 0.6 chia cho 2 thì bằng 0.3. Số mol thằng này 0.3. Vậy chưa? Vậy thì từ đây mình suy ra m kim loại thôi. 20 trừ đi 0.3 nhân 16. Đấy bạn có kim loại bằng 15.2, chọn đáp án C nhá. Số mol nước là sao vậy anh hả? Số mol nước đây em có A bằng 0.4, chứ em thế vào đây thì em sẽ ra số mol nước. Dễ vãi hả? Câu này dễ mà. Câu này bác biết cách xử lý thì quá dễ. Nhưng mà không phải đơn giản đâu. Một số bạn học tốt thì bạn thấy ok, nó dễ, nhưng mà nhiều bạn cũng không biết làm đâu ấy. Câu 78 bạn để ý giúp anh như thế nhá. Đấy, mình sẽ sử dụng rất là linh hoạt ở cái chỗ như này. Đầu tiên là mình biết cách đặt số mol, sau đó thì mình biết bảo toàn nguyên tố, sau đó thì đi bảo toàn khối lượng là xong rồi. Tài liệu lấy ở đâu á? Các bạn muốn lấy tài liệu thì các bạn sẽ vào group ở trên Phở Bò giúp anh nhá. Các bạn click vào trong kênh TikTok của anh, xong đó thì bạn sẽ vào cái đường dẫn bio ấy. Trong đó có cái đường dẫn để cho bạn có thể vào group nha. Anh giảng lại sao lại có số mol nước. Số mol nước ở đây nhỉ, đơn giản như này. Mình sẽ đi sử dụng bảo toàn nguyên tố hydro. Trước phản ứng ở đây này, trong Y thì không có hydro rồi, ở đây có A mol hydro đúng không? 0.5 nhân A thì tổng số mol hydro bao nhiêu bạn? Tổng số mol hydro bằng 2A chưa? Các bạn sẽ lấy 2A đấy, các bạn trừ đi 0.1 nhân 2 này, 2A trừ đi 0.2 này, 0.1 nhân 2 đi,
Được chưa? 0,1 nhân 2. Sau đó anh chia cái hệ số vào đây bằng 2. Đấy chính là bảo toàn nguyên tố. Bạn nào chưa biết thì nên về nhà xem lại bảo toàn nguyên tố là cái gì. Xem lại cẩn thận nó đi. Anh có lịch live cụ thể nhá. Lịch live cụ thể thì sẽ là buổi tối vào lúc 20 giờ. Nhưng mà tại sao hôm nay lại live vào giữa buổi sáng như thế này ạ? Tại vì hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật thì có thể nó sẽ hơi khác một chút so với những ngày thông thường. Chủ nhật nó là như vậy. Ok chưa? Rồi đó, câu hỏi số 78 nhé. Sửa cho bạn thêm một vài câu nữa này. Ở đây mình có một câu tinh thể muối ngậm nước à? Ok. Tinh thể muối ngậm nước thì tinh thể muối ngậm nước. Anh có bán sách luyện đề không à? Sách luyện đề thì anh không bán đâu. Tại vì sách thì có cái gì hay đâu. Đơn giản đấy, sau này nhá, các bạn muốn tham gia luyện đề ấy, thì bạn sẽ vào khóa học của anh luôn. Khóa luyện đề nhá, anh sẽ có một cái khóa luyện đề riêng để cho bạn đăng ký vào đấy luyện đề. Tuần thì sẽ có khá nhiều đề, anh sẽ update đề thi của các trường, các sở. Cho nên một tuần nó có thể rất nhiều nhá, có thể rất nhiều đề. Nhưng mà anh sẽ dành ra cho các bạn 2 buổi, mỗi tuần sẽ có 2 buổi để mình có thể luyện đề trong cái khóa đấy nhá. Khóa đấy 2 buổi anh sẽ live stream sửa đề trong cái khóa đấy. Và trong những cái đề của các trường, các sở, anh cũng sẽ update làm sao cho các bạn có thể giống như mô típ một bài thi ấy, có thời gian, có tính điểm, các bạn có thể vào đấy thi thử. Xong đấy thì mình sẽ xem live stream sửa đề 2 buổi trong group kín ha. Các bạn mua sách làm gì, các bạn vào đây các bạn học luôn, vừa được xem live vừa có đề. Không tốt hơn là các bạn mua sách à? Mua sách về các bạn làm vài đề các bạn lại bỏ đi thôi. Anh có lớp vận dụng cao, lớp các bạn nhá, lưu ý này, các bạn đăng ký vận dụng cao hay là các bạn đăng ký cơ bản đều được tặng cái khóa luyện đề này luôn. Các bạn đăng ký khóa vận dụng cao và khóa cơ bản đều được tặng khóa luyện đề nhá. Vận dụng cao và cơ bản thì sẽ bắt đầu ngay từ tuần sau, cho nên là trong hôm nay nhá, anh sẽ có ưu đãi 100-200k gì đấy cho các khóa, cho nên là các bạn đăng ký trong hôm nay thì các bạn liên hệ cho anh nhá. 100-200k trong ngày hôm nay thôi, vận dụng cao và cơ bản. Còn được tặng luôn cả cái này nữa, sau này các bạn vào đây các bạn học khóa luyện đề free luôn. Rồi các bạn inbox cho anh đi. Hóng khóa luyện đề hả? Qua Tết nhá. Thật ra thì anh thấy là đề các trường bây giờ họ đã thi khá là nhiều rồi. Nên là anh đang định tuyển các bạn, cho bạn vào, cho bạn test thử luôn. Tuy nhiên thì anh lại thôi. Lại thôi trước Tết rồi thì thôi, để qua Tết đi cho bạn. Một là bạn nào vấn đề về tài chính các bạn có thể qua Tết, biết đâu các bạn có ấy, bạn có thể là đăng ký nó tiện hơn chẳng hạn. Và hai nữa thì anh muốn trước Tết thì bạn dành thời gian nó ôn tập cái đã, trước khi mình luyện đề ha. Khóa vận dụng cao bao nhiêu hả? Khóa vận dụng cao là 1.300.000. 1.300.000 nhá. Các bạn sẽ học từ bây giờ đến khi thi, có nghĩa là mình sẽ đóng học phí, mình sẽ đóng một lần luôn. Hoặc là tối thiểu thì anh cho bạn đóng thành 2 lần. Các bạn có thể chia 2 lần ra đóng học phí. Mà dành cho 5 tháng đấy các bạn. Ok nhá. Rồi, hai câu cuối cùng ha. Các bạn 7.5-8 thì cũng sẽ học vận dụng cao được. Nhưng mà các bạn phải chăm hơn đấy. 7.5 thì anh nghĩ cũng được. Tại vì trong khóa vận dụng cao nhá, anh thấy là đa số các bạn đâu đó khoảng tầm 8 điểm. Nó có thể trên một chút hoặc có thể dưới một chút. Và anh sẽ dạy cho bạn đến những cái dạng lên đến 9-9.5. Và sẽ có một số dạng ấy. Một số dạng anh cũng sẽ chưa dạy các bạn đâu. Nói chung là khi bạn vào vận dụng cao thì anh sẽ phân tích cho bạn hiểu tại sao. Vấn đề nó là gì. Nó cũng không phải là những cái chương trình quá khó đâu. Nhưng mà anh nghĩ ấy, nếu như các bạn nào học vận dụng cao với anh nhá, các bạn nên đăng ký sớm. Tại vì một điều như này này, tại vì khi bạn đăng ký muộn ấy, dần dần các bạn sẽ không hiểu được cách dạy của anh như thế nào đâu. Tại vì sẽ có rất nhiều kiến thức mới đã được học rồi. Hoặc là các bạn có thể ngồi xem lại video. Chứ không thì các bạn sẽ không hiểu tại sao anh lại xử lý bài toán đoạn này như thế này, dùng cái gì ở đây. Các bạn có thể đóng học phí một lần hoặc 2 lần nhá, sẽ tùy thuộc. Ưu tiên cái việc các bạn đóng một lần, đóng một lần ấy thì sẽ được giảm hơn, còn nếu mà đóng 2 lần thì nó sẽ mắc hơn ấy. Rồi ok. Thôi anh giải nốt 2 câu nữa không có sẽ bị muộn mất. Mình có câu hỏi về 79 ở đây như sau này. Mình có đây là một câu về muối ngậm nước. Cái dạng muối ngậm nước này là hình như câu này anh không nhớ nhầm hay không, nhưng mà cái năm anh thi hay là sau cái năm anh thi ấy là có cái câu muối ngậm nước này. Ừ.
Như thế. Nhưng mà năm anh thi cũng có một câu muối ngậm nước nha. Nhưng mà nó không biết có phải câu này hay không, anh quên mất rồi. 2021 có hả? Hình như nó giống, khá là giống một cái đề thi của năm nào ấy. Anh thi năm 2020 các bạn. Anh thi năm 2020. Hơn các bạn đâu đó khoảng tầm 4 tuổi, 4 5 tuổi gì đấy. Thi bao nhiêu điểm á? Đây. Câu hỏi số 79 nhá. Ở đây bạn có là mình có 17,82 gram X nhá. Đó là dạng muối ngậm nước. Muối ngậm nước thì thường nó sẽ như thế này này. Nó sẽ là một cái muối. Ngậm thì có nghĩa là nó chấm một cái với N nước. Đó. À, thu được một cái hỗn hợp các bạn thấy đây gồm khí và hơi. Khí thì nó sẽ là khí rồi, còn hơi thì ở khả năng nó có thể là hơi nước các bạn. Nó có thể là hơi nước thoát ra. Ở đây mình có là 4,86 gram chất rắn Z. Chất rắn Z thì hấp thụ hết Y vào nước nhá. Người ta hấp thụ hết cái khí và hơi vào nước thì bạn sẽ thu được dung dịch T. Sau đó thì bạn cho NaOH ở đây này phản ứng với T thì bạn thu được là một dung dịch chỉ chứa một muối thôi. Và khối lượng của nó là 10,2. Vậy thì bây giờ các bạn thử nhá. Bạn thử như sau này. Muối đây có rồi. Mà muối này chắc chắn sẽ là một cái muối của natri đúng không ạ? 10,2 các bạn chia cho 0,12 thì đây các bạn được 85. Thì mình sẽ phân tích một chút cái thằng 85 này ấy. 85 này các bạn biết là gì không ạ? Nó chính là bằng phân tử khối của NaNO3 các bạn. NaNO3. Natri là 23 nhá. Cái gốc NO3 này có phân tử khối bằng 62 này, cộng lại chính là bằng 85 luôn. Cho nên các bạn dựa vào khối lượng ở đây này, các bạn dựa vào số mol của NaOH, các bạn xác định ngay ở đây được cho anh đó là NaNO3 nha. NaNO3. Vậy thì phương trình phản ứng của mình là gì? Phương trình phản ứng nhé. Đầu tiên người ta sẽ hấp thụ cái phần khí và hơi này vào nước, thì mình sẽ có cái phản ứng để mà tạo ra cái thằng T này. Đó chính là NO2 cộng O2 cộng với nước, để mình tạo ra một cái thằng đó là HNO3. Sau đó cái HNO3 này này mới cộng với NaOH để tạo ra cho các bạn đó là NaNO3. Tạo ra cho các bạn là NaNO3. Và NaNO3 này các bạn có số mol bao nhiêu ạ? Số mol thằng này các bạn có là bằng 0,12 được chưa? À, cân bằng một chút, cân bằng phương trình một chút này. Cân bằng phương trình thì ở đây các bạn sẽ có là 4 thêm 2 thêm 4. Đủ chưa? Chính xác rồi đấy. Phương trình này. Đây chính là phương trình phản ứng tạo khí HNO3 bạn nhé. Các bạn để ý này, NO2 cộng oxy và nước thì nó sẽ tạo ra HNO3. HNO3 phản ứng với NaOH thì bạn có là gì ạ? NaNO3. Thì mình nhìn cho anh như sau. Với số mol của NO3 bằng 0,12 thì mình chắc chắn ở đây cũng là 0,12 luôn. Vậy thì số mol của NO2 đây sẽ bằng 0,12 chưa? Số mol của oxy ở đây bằng bao nhiêu ạ? 0,12 chia 4 là bằng 0,03 chưa? NO2 và O2 sẽ là bằng 0,12 và 0,03 các bạn nhé. Ok. Các bạn muốn đăng ký học thì các bạn sẽ inbox cho anh nhé. Các bạn có thể inbox với anh qua TikTok. Các bạn có inbox với anh qua TikTok thì anh sẽ hỗ trợ bạn sau. NO2 và O2 như này rồi thì bây giờ mình sẽ làm sao để xác định được. Mình thấy cái thằng chất rắn X ấy, chất rắn X này, thằng này là 17,82 gram. 82 gram. Sau khi mà nó nhiệt phân ấy thì nó sẽ thu được là gì ạ? NO2 này, O2 này. À, đây nó có cả hơi nước nữa các bạn nhé. Nó có cả hơi nước nữa này. Nhưng mà mình hình dung ấy, hơi nước nó có cả trong Y mà nó có cả trong nước này. Cho nên số mol hơi nước ở đây ấy, nó không phải ở đây đâu nhá. Đừng có cho hơi nước ở đây vào đây nhá. Ở đây mình chỉ có là 0,12 thôi này. Đây mình có là 0,03 thôi này. Và sau phản ứng các bạn có thoát ra chất rắn, một cái chất rắn Z nào đó ở đây có khối lượng bằng 4,86. Được chưa? Đây là phương trình nhiệt phân nó tạo ra cái thằng này. Các bạn để ý giúp anh này. NO2 có rồi, O2 có rồi và Z các bạn có rồi. Các bạn đi bảo toàn khối lượng giúp anh. Trừ đi 0,03 nhân 32 trừ đi 4,86. Các bạn chia 18. Các bạn có số mol nước ở đây bằng bao nhiêu? Đây chính là phương trình bảo toàn khối lượng. Tính nước. Có số mol nước. Vậy thì khi mà các bạn có số mol nước rồi ấy, các bạn thấy đây này, cái thằng X này nhiệt phân ra NO2 và O2 ấy, thì mình sẽ xác định cái công thức của X ấy, nó sẽ có dạng theo cái kiểu đó là một cái muối của muối của nitrat các bạn. Muối của nitrat nó có dạng đó là, ví dụ đó là NO3 tất cả N lần đi. À, X lần đi nhá, X lần. Sau đó ngậm N nước. Thì đây chính là cái dạng của muối các bạn này. Muối này nó sẽ có muối của NO3 trừ ở đây và có nước ở đây. Bạn hình dung chưa? Bạn hình dung quá trình phản ứng của nó chưa? Hình dung quá trình phản ứng của nó chưa? Vậy thì đề yêu cầu bây giờ các bạn, đề yêu cầu bạn là cái gì? Đề yêu cầu bạn là gì? Ở đây người ta yêu cầu bạn đó là tính khối lượng phần trăm của nguyên tố oxy trong cái thằng X này.
tính phần trăm khối lượng của nguyên tố oxy, có nghĩa là phần trăm m của oxy ấy, thì nó bằng khối lượng của oxy mà mình chia cho khối lượng của hỗn hợp, ở đây là 17,82. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của mình phải đi tính số mol của oxy đúng không ạ? Số mol của oxy. Vậy thì số mol của oxy các bạn sẽ tính bằng cách nào? Số mol của oxy các bạn sẽ được tính bằng cách nào? Tính bằng cái nào ở đây? Thực ra trong chất rắn này các bạn này, chất rắn này thì nó sẽ là chứa kim loại thôi. Được chưa? Và nó sẽ không có oxy trong này đâu. Oxy của bạn ấy nó sẽ nằm hết trong này. Khi mà nhiệt phân ấy, trong quá trình nhiệt phân thì oxy nó nằm hết ở đây này. Đó. Cho nên đơn giản thôi, nếu muốn tính oxy trong X ấy, thì bạn chỉ cần dựa vào bảo toàn nguyên tố oxy là bạn đã tính được ngay được là số mol oxy trong các chất rồi. À trong X rồi. 0,3 nhân 2 nhá, cộng 0,36 nhá. Đây mình có 0,66 nhân oxy 16 đúng không ạ? Chia cho 17,82. Đây mình có đâu đó 59,26%. Chọn đáp án B. Chính xác rồi đấy. Một bạn bảo toàn O là quá chính xác rồi đấy. Chất rắn Z, chất rắn Z này sẽ là kim loại bạn nhé. Đây NO2, O2 và H2O. Đấy, muốn tính oxy ở trong X này mình sẽ đi bảo toàn nguyên tố oxy thôi. Ok không ạ? Các bạn muốn xem like, các bạn muốn xem lại like thì bạn phải sẽ vào bio TikTok của anh ấy. Các bạn click vào trong bio thì bạn sẽ có đường dẫn để xem lại live stream nhé. Đêm nay thì anh sửa cho bạn khá là kỹ, cũng như là gần như sửa hết rồi nên nó khá là dài ấy. Những câu cuối rồi thì nó sẽ khó đấy các bạn. Anh còn một câu chất béo nữa, anh sẽ sửa cho bạn nữa cơ. Một câu chất béo nữa ha. Câu này bạn để ý nhá, cách làm câu này. Anh thấy cái dạng muối ngậm nước này này, nó lại hay thi phết nhá. Từ cái năm của anh trở đi, năm 2020 trở đi, là anh thấy cũng một vài năm nó ra vào cái muối ngậm nước này. Em mới khảo sát về anh ơi hả? Ok, các bạn khi mà bạn đi thi về, à quên, thật ra thì anh sẽ order đề ở trên một cái trang web ở trên mạng, cho nên là anh sẽ đợi họ update đề và anh sẽ order đề trên đấy. Và các bạn khác ấy, các bạn học ở các tỉnh khác thì bạn cũng không lo đâu, các bạn cứ vào group của anh thì bạn sẽ có đề thôi. Anh sẽ update lên trên đấy cho các bạn xem. Và sau này bạn nào mà đăng ký khóa luyện đề của anh ấy, sau này bạn nào mà đăng ký khóa luyện đề thì anh sẽ có đề, có đáp án đầy đủ của các trường, các sở, các tỉnh thành cho bạn, để các bạn có thể là vào đấy các bạn luyện đề nhá, không lo thiếu đề cho bạn làm đâu. Rồi ở đây mình sẽ có một đây phần cái câu chất béo này thì nó hơi lủng quanh nhá, nó hơi một phần bên này một phần bên kia, thì anh ghép nó lại như này cho bạn nhá. Ghép lại một này một chút nhá để các bạn dễ nhìn ha. Ai giải ai tự dưng nó lại một chút bên này một chút bên kia. Một câu chất béo này cũng rất là hay các bạn. Một câu chất béo banmitic stearic, và đây mình có là gì, một cái chất béo đúng không ạ? Thì câu này mình sẽ xử lý như nào? Các bạn nào từng gặp cái dạng này chưa? Xử lý câu chất béo như nào nhỉ? Hai cái axit này này, mình nhìn qua một chút thì hai axit này là hai axit no. Vậy thì chất béo ở đây nhá, hỗn hợp là hai muối, chắc chắn cái chất béo này nó cũng được tạo bởi hai cái axit này, thì nó cũng là axit no luôn nhá. Đó là một cái mà mình nhận ra được, nhưng mà không biết có sử dụng hay không. Cho thằng này phản ứng với NaOH thu được muối, sau đó bạn có một phản ứng đốt cháy thì nói chung rất nhiều cách làm, nhưng mà hôm nay sẽ mang đến cho bạn một cái cách làm anh nghĩ nó cũng hay. À đây, một bạn trùng ý tưởng với anh sẽ làm đồng đồng hóa. Câu này anh sẽ làm đồng đồng hóa. Mình nhá, anh làm đồng đồng hóa cho xem nhá. Ok chưa, các bạn sẵn sàng làm cái câu cuối cùng này chưa? Đồng đồng hóa, câu này thì mình sẽ đồng đồng hóa như thế nào? Các bạn hình dung này, bạn nào mà chưa biết về phòng đồng đồng hóa thì đơn giản như sau. Ở đây hai thằng này đều là axit rồi, thằng này là chất béo, thì mình hình dung axit nhá. Anh sẽ đưa về cái axit đơn giản nhất. Thằng này có phải là axit no đơn trước mạch khở không ạ? Dù nó là axit béo nhưng nó là axit no đơn trước mạch khở. Dẫn đến ấy, anh sẽ đồng đồng hóa nó, đưa nó về HCOOH luôn. Thế cho nó xong. Được chưa? Chất béo thì anh đưa về cái gì? Chất béo thì anh cũng là HCOO. Tất cả 3 lần C3H5. Đúng không ạ? Cái này là chất béo no mà. Các bạn chỉ cần đơn giản đưa về đúng cái đồng đẳng của nó thôi. Đây đều là gì ạ? Acid no đơn trước, các bạn cứ đưa về HCOH là được. No đơn trước chưa? Đây có dạng của chất béo no. No chưa? Chuẩn rồi. Và chắc chắn rồi, đồng đẳng hóa thì mình phải có thêm các nhóm CH2. Đơn giản vậy thôi.
Các bạn tập trung câu này nhá. Những câu ST là một trong những dạng mà anh cũng rất là khuyến khích các bạn. Đó là những bạn 8 đến 9 điểm thì bạn nên học những câu kiểu ST này nữa này. Và khi bạn đăng ký khóa vận dụng cao của anh thì anh cũng dạy cho bạn một trong những chuyên đề quan trọng, đó là ST, sơ đồ chuyển hóa, cũng là những cái mình sẽ học. Muối hợp chất carbon hydroxynitơ thì mình cũng sẽ học câu này, chắc là bài tập dễ nhất trong đề á. Thế á, các bạn thấy câu này dễ nhất trong đề à? Thử giải xem câu này có thực sự dễ không nhá. Nhấc gốc axit béo ra thì phần còn lại gồm C3H2 được không anh? Nhấc gốc axit béo có nghĩa là các bạn nhấc cái gì? Nhấc cái nhóm chức COO ra. Khi mà các bạn nhấc nhóm chức COO ra thì bạn phải còn cái phần còn lại phải là hydrocarbon chứ. Hydrocarbon mà đây nó trực thế nó là ancan ấy. Thôi, ở đây anh sẽ dạy cho bạn về đồng đẳng hóa. Các bạn làm theo phương pháp khác thì anh không biết như thế nào nhé. Nhưng mà các bạn thử so sánh xem. Các bạn thử làm phương pháp của bạn xem với anh xử lý bằng đồng đẳng hóa xem thì xem cái nào nhanh hơn nhé, cái nào hiệu quả hơn nhé. Rồi thằng này khi phản ứng với NaOH ấy thì bạn thấy thu được muối này. Các bạn thấy là phản ứng đốt cháy oxy và các bạn có số mol của CO2. Ở đây là mol nhé, không phải gam đâu nhé. Mol. Nếu các bạn đây là gam thì tính ra số mol rất là bé. Được chưa? Ok, vậy thì câu này nhá. Thường thì khi mà quy đổi xong thì mình sẽ có một cái bước. Các bạn thấy này, đây mình có 3 dữ kiện. 3 dữ kiện sẽ cho các bạn 3 phương trình, 3 phương trình thôi. 3 phương trình thì sẽ tương ứng với 3 ẩn, đặt ABC đi. Bạn nhìn giúp anh này, anh xử lý khá là nhanh câu này thôi. Như sau nhá. Muối ở đây sẽ là muối của HCONa và HCOONa ở đây. Thì mình sẽ thấy là gì ạ? Ở dưới này thì mình có là 45 cộng natri 23, có nghĩa là 68A cộng với gì ạ? 68 nhân 3B, các bạn thấy không ạ? Đây là 3 nhân B này, nó có 3 góc cho nên là 3B, dẫn đến đây là bằng 88,44. Có ý tiếp theo ở đây là gì? Mình sẽ đi viết bảo toàn carbon luôn cho nó dễ nhá. Ở đây có một carbon, ở đây có 6 nguyên tử carbon, ở dưới này có một carbon thì ở đây các bạn có là 5,34 luôn. Và cuối cùng ở đây các bạn có một số mol liên quan đến oxy. Số mol đến oxy thì bạn sẽ nhớ cho anh một cái, đó là bảo toàn E, thế là xong thôi. Bảo toàn E thì bạn có thể như sau này. Bảo toàn E thường thì trong một cái hợp chất anh luôn luôn quy về một công thức, đó là 4 lần số mol carbon cộng với số mol của hydro thì bằng 2 lần số mol của oxy. Nhìn anh áp dụng nhá. Nhìn anh áp dụng công thức này này. Bảo toàn carbon ấy, à bảo toàn E đấy ạ. 4 lần số mol carbon thì ở đây các bạn có số mol của các CO2 rồi này. Các bạn có số mol carbon rồi thì bạn đừng thay số vào, các bạn lấy 4, các bạn nhân luôn 5,34 luôn. Cộng với số mol hydro, hydro ở đâu? Ở đây có 2A này. Ở đây có gì ạ? Ở đây có 8B này. Ở đây có 2C này. Xong đó ở đây bằng 2 lần số mol oxy, 2 nhân với bao nhiêu ạ? Trong này có 2A, trong này có gì ạ? Trong này có 6B. Và mình cộng thêm giúp anh với số mol oxy ở đây, 7,65 nhân 2. Thông thường thì bảo toàn E các bạn cũng sẽ có nhiều cách. Một, các bạn có thể là xác định số oxy hóa các thứ, sau bạn bảo toàn. Hai thì thường ấy, anh thì anh hay có cái kiểu đó là anh sẽ quy đổi các chất trong này về carbon, hydro và oxy và anh bảo toàn. Thì anh thấy nó cũng đơn giản thôi. Sai phương trình 1 á, anh bấm sai chỗ nào ạ? À đúng rồi, anh nói nhầm bạn, ở đây là thiếu thôi chứ không phải là sai. Thực ra là sai cũng đúng thôi, anh quên mất là ở đây mình còn 14C nữa. Tại vì các bạn hình dung là cái nhóm CH2 này nó sẽ ở trong gốc axit, dẫn đến nó sẽ chạy hết vào muối, cho nên đây là 88,44 ở đây nhá. Ok. Đấy, không, anh không để ý comment, anh đang tập trung làm nên là ok, sorry các bạn. Anh thấy rồi. Cảm ơn các bạn đã nhắc. Rồi bây giờ mình giải hệ phương trình thôi. Hệ phương trình 3 đúng không ạ? 68 từ bảo máy tính nào? 68 nào? 68 nhân 3 nào? 14 nào? 44,8 nào? 1615,34. Tiếp theo phương trình này sẽ khó các bạn. Bấm tập trung 2 trừ đi 4, 8 trừ đi 12, 27,65 nhân 2 nhân 2 trừ đi 4 nhân với 5,34. Ok. Chuẩn. Ở đây bạn có số mol A ở đây sẽ bằng 0,12. Tiếp theo ở đây bạn có số mol B ở đây bằng 0,06. Tiếp theo bạn có số mol C ở đây sẽ là bằng 4,86. Đấy. Đồng đẳng hóa hay là dồn chất cũng thế thôi. Một là các bạn quy đổi nó, hai thì bạn lập hệ phương trình để tính ra số mol các chất, và thứ ba các bạn sẽ phải đi xác định gì ạ? Xác định công thức của các chất thôi. Ui. Giật cả mình. Phương trình 3 là sao ạ? Phương trình 3 đây là phương trình bảo toàn E. Bảo toàn E thì bạn cứ áp dụng cho anh công thức này, 4 lần số mol carbon cộng mol hydro bằng 2 lần mol oxy. Đó là bảo toàn E nhá.
Vậy thì bây giờ làm sao để yêu cầu bạn đó là tính khối lượng của x đúng không ạ? Thì bạn phải xác định ra công thức của x ở đây là gì nhá. Công thức của x ở đây là gì? Đồng đẳng hóa nghĩa là sao á? Đồng đẳng hóa là đưa về những công thức đơn giản và các nhóm CH2. Tại vì em hình dung nhá, ví dụ như thế là CH4 nó là đồng đẳng của cái thằng gì ạ? C2S6 đúng không ạ? Tại vì đơn giản nó cộng thêm một nhóm CH2 thì nó thành CH6. Thì đó, nó dựa theo cái tính chất đồng đẳng đấy. Rồi, vậy thì với câu này mình sẽ xử lý tiếp tục như thế nào này? Bây giờ mình sẽ đi xác định muối các bạn. Ở đây mình có 88,44 gram, gồm 2 muối đúng không ạ? Chắc chắn sẽ là muối của Banachi và muối của gì ạ? Steanachi rồi. Các bạn có đặt hai ấn giúp anh đi ở đây x và y đi. Thì bạn thấy là tổng khối lượng của nó bằng 88,44. Vậy thì tổng số mol của nó bằng cái gì ạ? Tổng số mol muối x cộng y bằng cái gì bạn ơi? Tổng số mol muối chính là bằng 0,12 cộng 0,06 nhân 3. Nó chính là bằng số mol của gì ạ? Acid ạ, HCO ở đây này. 0,12 cộng 0,06 nhân 3. Vậy thì 0,12 mà cộng 0,06 nhân 3 thì bằng bao nhiêu bạn? Bằng 0,3 à? 0,3 đúng không? Bấm lại xem nào, 0,12. Đúng rồi sao ấy? 0,12 cộng 0,06 nhân 3. Bạn xác định gốc acid ấy. 0,12 cộng 0,06 nhân 3 này. Đúng rồi, 0,3. Vậy thì bây giờ mình tính số mol 2 chất này giúp anh nhá. Nhanh thôi bạn ơi. Tính được số mol 2 cái muối này thì bạn sẽ xác định ra ngay được công thức này. 283 cộng natri 23, 88,44. Đây, các bạn sẽ xác định ra ban ở đây sẽ là bằng 0,12. Và gì ạ? Các bạn sẽ có stea đây bằng 0,18. Ok chưa? Các bạn xác định ra hai muối ở đây bằng như vậy rồi. Các bạn đăng ký học thì bạn hãy inbox cho anh nhé. Inbox với anh qua TikTok đi ạ. Các bạn vào kênh TikTok của anh, các bạn sẽ thấy có chỗ để inbox ha. Hôm nay ngày chủ nhật cuối cùng thì anh sẽ có ưu đãi cho bạn đăng ký trong hôm nay ạ. Nên là các bạn nếu mà muốn đăng ký thì bạn đăng ký trong hôm nay thì nó sẽ được ưu đãi hơn, tốt hơn nhé. Câu hỏi số 80 này. Đây bạn thấy là gì ạ? Khi mà anh xác định ra số mol thằng này nhá, rất quan trọng này các bạn để ý, thì bạn mới biết cách xác định công thức của nó này. Ở đây mình thấy là axit đúng không ạ? Mình có axit và mình có chất béo. Các bạn thấy chất béo đây. Đây chính là chất béo của bạn, số mol 0,06. Thì bạn hình dung là trong chất béo ấy nó có 3 gốc axit đúng không ạ? Trong chất béo nó có 3 gốc axit. Thì 3 gốc axit này nó sẽ dựa vào gốc của ban, dựa vào gốc của ste thôi. Đúng không? Chuẩn nhỉ? Trong này nó có 3 gốc, số mol của nó bằng 0,06 này các bạn nhìn này. Lấy 0,06 các bạn nhân 2 thì nó chính là bằng 0,12. Lấy 0,06 nhân 2 bằng 0,12 chưa ạ? Vậy thì bạn hình dung là trong cái chất béo nhá. Trong cái chất béo giả sử nó có 2 gốc ban. Nó có 2 gốc ban thì còn lại sẽ là một cái gốc ste đúng không ạ? Còn lại sẽ là một gốc ste đúng không? Chính xác chưa? Còn lại sẽ là một gốc ste. Thì điều gì xảy ra? Các bạn thấy là số mol thằng này 0,06 rồi. Nhân 2 gốc ban lên thì bạn có 0,12 mol, chính là số mol của ban rồi. Vậy thì cái axit banmitic ở đây số mol của nó bằng 0 à? Vô lý chưa? Làm sao số mol axit banmitic ở đây bằng 0 được? Tương tự như vậy nhé. Nếu các bạn xét ở đây mình có gì ạ? Mình có 3 gốc ste. 3 gốc ste. 3 gốc ste số mol bằng 0,06 thì bạn lấy 0,06 nhân 3 bằng 0,18 rồi. Vậy thì số mol ste còn lại đây bằng 0 à? Chuẩn chưa? Dẫn đến một điều là gì ạ? Mình sẽ còn một cái trường hợp cuối cùng. Đó chính là gì ạ? 2 gốc ste và 1 gốc ban. Đây chính là công thức chất béo của bạn nhé. Số mol của nó bằng 0,06. Đấy, mình sẽ dựa vào số mol của muối để mình đi xác định công thức của ste là gì, công thức của chất béo là gì ấy. Đó là cách để các bạn làm. Mình phân tích một chút như thế nhá. Dựa số mol của nó để biện luận công thức của nó xem là nó sẽ có bao nhiêu gốc. Cái đấy anh nghĩ là cái khá là khó đấy. Những cái trên này thường bài nào cũng giống nhau, một quy đổi, hai lập hệ phương trình. Đó. Còn cái này là một cái nó cũng, các bạn cũng nên tư duy một chút. Lú quá à? Lú mà. Các bạn sẽ lú. Câu này thực ra đúng rồi. Thực ra các bạn làm quen rồi ấy thì bạn sẽ thấy câu này ghép chất là dễ đấy. Câu này ghép chất dễ hơn so với rất nhiều câu. Tại vì cái phương pháp đồng đẳng hóa này thì ok. Anh đổi thành C15 khéo dễ khép hơn á. Nếu mà ở đây các bạn để C15 hết thì cũng được. Tuy nhiên thì anh đang muốn đưa về đúng kiểu đồng đẳng hóa luôn, không sao cả. Thật ra quan trọng là các bạn biết phương pháp làm như thế nào. Sau đó thì khi bạn biết phương pháp làm rồi, các bạn cứ luyện tập nhiều bài tập thì dần dần các bạn sẽ ngộ ra những cái kiến thức của chỉ riêng mình các bạn không ấy. Và các bạn nên sử dụng theo những cái như thế, kiểu kinh nghiệm của bản thân ấy, thì không sao đâu. Thì nó sẽ tốt hơn nhé. Thì nó sẽ hiệu quả hơn.
Đấy, mình sẽ dựa theo số mol của hai chất này để mình biện luận công thức lần này. Thằng này thực ra biện luận là dễ rồi. Nhiều chất còn biện luận công thức khó hơn nữa cơ. Nhưng mà những câu về chất béo, những câu về este, những câu khó, các bạn phải mục tiêu điểm số cao thì bạn phải cố gắng thôi. Ở đoạn đồng đồng hóa đấy anh, em bạn hỏi gì? Anh giải thích cho em phương trình số 1 á. Phương trình số 1 ở đây hả? Thì em hình dung nhá. Cho cái hỗn hợp E này vào NaOH phản ứng này thì muối đầu tiên là muối HCONA đúng không ạ? 68 nhân A chưa? Đây này, A đây này. Tiếp theo đây mình thấy là cũng là HCONA, đây là B. Tuy nhiên đây có 3 gốc cho nên sẽ lấy 68 nhân 3B. Cái nhóm CH2 ở đây này thì nó sẽ nằm hết trong gốc axit, dẫn đến nó sẽ chạy hết vào muối. Đây là 14C. Đơn giản vậy thôi. Qua Tết cho em đăng ký học khóa cơ bản á. Khóa cơ bản nhá, sẽ như thế này này. Thực ra các bạn học khóa cơ bản, nếu bạn nào cảm giác lý thuyết các bạn chưa chắc ấy, thì bạn học khóa cơ bản cũng được. Khóa cơ bản thì anh sẽ dạy rất là kỹ lại về phần lý thuyết, một số cái dạng bài tập cơ bản thôi, nhưng mà cũng đủ để cho bạn có thể đạt được 8 đến 8,5 điểm tùy năng lực của bạn rồi. Tiếp đi anh nhá, 40 rồi còn tiếp gì nữa. Đây, đây sẽ là thông tin về cái khóa luyện đề của anh. Đây sẽ là thông tin về khóa luyện đề. Nhưng mà qua Tết ha, qua Tết sẽ có khóa luyện đề này. Sẽ có live stream sửa này. Sau đó sẽ có đề của các trường, sở tỉnh thành các thứ này. Có, các bạn có thể vào đấy thi để có điểm, có xếp hạng. Sau đó cũng có lời giải chi tiết của đề. Tại vì có rất nhiều đề nha, cho nên là mỗi tuần anh chỉ sửa cho bạn 2 đề thôi. Còn những cái đề còn lại thì bạn sẽ phải dành thời gian đọc giải chi tiết. Ngoài những buổi live stream sửa đề ra thì anh sẽ có một số buổi tăng cường ấy, kiểu bonus cho bạn một số buổi về chuyên đề. Tại vì sau này khi mà bạn hình dung là có một cái đề minh họa ấy, thì sẽ có một số cái chủ đề mới, thì người ta sẽ cố gắng khai thác vào cái chủ đề đấy. Anh sẽ cố gắng khai thác vào chủ đề đấy cho bạn ôn tập một số cái. Hoặc là ví dụ mình sẽ ôn tập vào một số chủ đề quan trọng chẳng hạn, thì anh cũng sẽ cho bạn ôn tập H cộng hay là một cái gì đấy, để mình có thể ôn tập thêm bên cạnh việc luyện đề nhá. Các khóa học này thì mình cũng sẽ học vào buổi tối. Tất cả đều học buổi tối vào lúc 21:30 trở đi cả. Lịch dạy của anh là như thế, để cho các bạn, những cái bạn có đi học thêm hay cái gì đấy thì bạn về các bạn cũng có thời gian để các bạn có thể tham gia nha. Hết rồi bạn ạ. Anh sẽ up lại livestream buổi này cho bạn xem lại nhé. Khóa vận dụng cao của anh có dạy đồng đẳng hóa không á? Đây các bạn, như thế này nè. Khóa vận dụng cao của anh ấy, thì anh nói thẳng với bạn luôn nhé, đó là anh thấy các bạn cũng chưa quá giỏi để mà gọi là cũng sao nhỉ? Anh sẽ chưa dạy các bạn về những bài toán về este. Còn chất béo thì anh sẽ dạy nhá. Chất béo chắc chắn anh sẽ dạy. Nhưng mà cái chuyên đề về este này thường các bạn sẽ thấy là những cái câu gần như là 9,75-10 điểm ấy. Cho nên ấy, nhưng mà cái này lại có một cái hay, đó là ngày trước anh có một cái khóa video. Bạn nào khi mà đăng ký khóa này, anh sẽ cho tặng các bạn cái khóa video luôn. Anh dạy về este, có đồng đẳng hóa, có dồn chất. Ngoài hai phương pháp này ra mình có phương pháp thủy phân nữa cơ. Nếu bạn đăng ký khóa này thì anh sẽ tặng cho bạn cái khóa luyện đề này đâu, à quên, khóa video này đâu đấy khoảng tầm 20 video. Anh sửa khá nhiều bài tập trong này, các bạn có thể vào đấy xem. Còn anh sẽ không ưu tiên cái dạng này để dạy các bạn khóa cơ bản đâu. Anh sẽ ưu tiên những cái dạng đâu đấy để các bạn từ 8 lên 9 thật là nhanh trước này, xong từ 9 lên 9,5 này, những cái dạng đấy, 9,75 này. Và nếu còn thời gian, nếu kịp thời gian thì anh mới dạy cho bạn về những cái này. Còn không thì các bạn hãy vào đây xem video nhá. Anh có khóa cũng khá là dài đấy. Đâu ấy, khoảng tầm 20 video về cái đồng đẳng hóa, dồn chất cũng có. Bạn phải vào đấy xem. Anh dạy chùa mà uy tín thế à? Nói chung cũng tâm huyết, đúng không bạn? Bảo hết 21% rồi à? Thật ra các lịch học của anh nhá, các bạn sẽ như sau này. Cơ bản ấy, thông báo luôn, cơ bản thì sẽ là thứ 2 và thứ 4. Vận dụng cao thì sẽ là thứ 3 và thứ 7. Sau này thì có khóa luyện đề nữa. Luyện đề thì anh cũng sẽ sắp xếp cho bạn khóa luyện đề ấy, sắp xếp cho bạn khoảng tầm 2 buổi nào đấy trong tuần. Nhưng mà anh cũng chưa cố định đâu. Thật ra khi bạn đăng ký học thì mình cũng sẽ có record thôi. Nhưng mà khuyến khích là bạn nào kiểu như nếu các bạn bận cả 2 buổi rồi thì cũng khó. Từ 21:30 nhé. Còn nếu bạn xông xanh thời gian một chút, bận 5-10 phút hay 15 phút gì đấy thì bạn hoàn toàn có thể xem lại video. Ok. Rồi. Bye bye các bạn. Một ngày chủ nhật rất là dài đúng không ạ?
Nhưng mà anh nghĩ cái đề này cũng rất là nhiều kiến thức cho bạn ấy. Hôm sau có một cái đề Vĩnh Phúc nào đấy nữa, anh sẽ sửa bạn thêm nhá. Và mình sẽ có những cái buổi ôn tập những cái dạng cơ bản nữa cơ, dạy những cái dạng cơ bản cho các bạn. Bài tập cơ bản hôm trước anh mới sửa cho các bạn đâu đó 40-50 câu ấy. Hôm sau mình sẽ sửa tiếp nhá. Ok, chào bạn nhá, hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai luôn. Dạ, yeah, tối ngày mai. Tối ngày mai vào lúc 8 giờ nhá. Nhớ lịch tuần sau trở đi thì mình sẽ là 8 giờ các bạn ha. Anh sẽ muốn sớm sớm một chút để cho có thể là dạy cho bạn nhiều hơn một chút, cũng như là có thể dành thời gian nói nhiều hơn ha. 8 giờ nhé, 8 giờ tối ấy, 20 giờ ấy. 8 giờ 30 em mới về á. Hơi chịu khó nhá. Tại vì sau này ấy, các bạn hình dung là 21 giờ 30 anh đã bắt đầu dạy rồi, cho nên anh cần nghỉ sớm một chút. Lâu nay thì anh hơi nghỉ muộn một xíu đúng không? Các bạn thấy là 21 giờ 35 có khi anh vẫn đang online. Thì anh sẽ nghỉ sớm hơn khoảng tầm 5-10 phút để vào lớp trước cho những cái bạn đăng ký học. Nhá. Yeah. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai ha.